Ca ca hắn nói bất hòa chúng ta cùng nhau đi. Nguyễn Ninh nói. Lâm Dương nga một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, tưởng cố ca còn có cái gì khác tính toán. Bất quá hắn thật đúng là có điểm luyến tiếp tiểu mỹ nhân cái này đẹp mắt tồn tại. Nhịn không được khuyên nhủ, cố ca, kỳ thật chúng ta đem Nguyễn Ninh muội muội mang lên cũng là giống nhau, làm gì muốn cho nàng cùng những người này đi. Lâm Dương không có gì ý tưởng khác, chính là đơn thuần cho rằng, đem cố ca muội muội giao cho một đám người xa lạ còn không bằng làm nàng đi theo bọn họ đi. Bọn họ lại không thiếu vật tư, lại nhiều mấy cái Nguyễn Ninh đều dưỡng khởi. Cố Diệp Thừa lại không có tiếp thu đến hắn ý nguyện, mặt không đổi sắc nói, Ninh Ninh cùng tiết đội trưởng cùng nhau đi càng an toàn chút. Cố Diệp Thừa không muốn mang lên Nguyễn Ninh xác thật có một bộ phận nguyên nhân, là cùng không nghĩ nhúng tay cùng cố Hoa Thịnh tương quan sự tình có quan hệ, nhưng làm nàng cùng mấy người này cùng nhau đi càng an toàn câu này cũng không phải đang nói lời nói suông. Từ nơi này đi ngoài thành an toàn khu lộ tuyến đại khái thượng có hai điều. Tiểu đội hẳn là sẽ lựa chọn đường cũ phản hồi, từ thị phủ đại lâu bên kia đi, còn đường rộng mở, rời xa người nhiều thương nghiệp khu, trên đường tang thi thiếu. Trên cơ bản có đầu óc một chút người, đi ngoại ô đều sẽ lựa chọn này một cái. Chính là Cố Diệp Thừa hiện tại có kiện chuyện quan trọng nhất định phải đi làm, không thể từ bên kia đi, đến từ một con đường khác qua đi mới được. Tuy rằng từ này một cái lộ đi an toàn khu khoảng cách càng gần một chút, nhưng ở mặt thế bùng nổ chưa hôm đó. Có một hồi đại hình triển lãm sẽ ở bên kia cử hành, nơi đó mấy cái trên đường phố nơi nơi đều là người, có thể nghĩ mặt thế bùng nổ lúc sau, hiện trường tang thi sẽ có bao nhiêu. Dị năng giả bị cùng đẳng cấp tang thi trào thương sau sẽ không thay đổi thành tang thi. Liền tính không cẩn thận bị cao hơn tự thân cấp bậc tang thi trào bị thương, cũng có thể sinh ra nhất định miễn dịch. Mà người thường liền không có loại này miễn dịch tác dụng. Cố Diệp Thừa nếu mang lên Nguyễn Ninh. Bọn họ ba cái dị năng giả mang theo một cái không có dị năng người ở bên nhau hành sự, khó tránh khỏi sẽ có không rảnh lo địa phương. Nếu là người này ở trên tay hắn xảy ra sự tình, hắn cái kia hộ nhãi con thân ba đến lúc đó đừng lại bị hắn khí ở trên giường khởi không tới. Cố Diệp Thừa tuy rằng không thèm để ý bên người hay không nhiều người, nhưng nghĩ nghĩ, như cũng cảm thấy mang lên Nguyễn Ninh sẽ trở nên làm sự tình thực phiền toái. Lúc này Cố Diệp Thừa không có nghĩ tới. Về sau chính mình sẽ thua tại cái này hắn cho rằng sẽ là đại phiền toái nữ sinh trên người, hơn nữa vui vẻ chịu đựng. Nguyễn Ninh tiểu con chồng trước cuối cùng vẫn là đi theo 5 người tiểu đội cùng nhau đi. Hai đám người ở tiểu khu cửa đường ai nấy đi. Tách ra thời điểm, Nguyễn Ninh biểu hiện đến kia kêu một cái lưu luyến không rời, nhưng nam chủ như cũ không có thay đổi chủ ý mang theo nàng cùng nhau. Tiểu đội tới thời điểm xe cũng đã ở trên đường báo hỏng, hơn nữa lúc ấy tang thi vây đổ, mặt trên vật tư cũng chỉ có thể vứt bỏ. Nam chủ ở điểm này nhưng thật ra hào phóng thực, rất thống khoái mà liền đem chính mình trên xe một nửa vật tư đều cho bọn họ, trong đó không thiếu thịt hộp loại này thứ tốt ở. Bất quá làm Nguyễn Ninh càng ngoài ý muốn thả kinh hỉ chính là, Cố Diệp Thừa trước khi đi, thế nhưng đem chính mình thương cho nàng phòng thân, còn có mấy chục phát đạn. Nguyễn Ninh ở bắt được này nặng trĩu ngoạn ý thời điểm, nói thật, trong lòng thật đúng là sinh ra một chút tiểu cảm động. Nguyễn Ninh đều bắt đầu cân nhắc nàng có phải hay không hẳn là nghĩ lại một chút chính mình. Có lẽ nàng không nên bởi vì cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, mà đối nam chủ có mang thành kiến. Có lẽ hắn muốn đi địa phương thật sự có nguy hiểm. Cũng không được đầy đủ là bởi vì ghét bỏ nàng. Nguyên tác tiểu thuyết đã 500 vạn tự cũng chưa kết thúc, Nguyễn Ninh người này xem loại này đại truyện dài thông thường không có gì kiên nhẫn, cho nên xem thời điểm không thế nào nghiêm túc, đều là thông qua cốt truyện lược thuật trọng điểm chọn xem chương. Nếu sớm biết rằng nàng muốn xuyên đến này bổn tiểu thuyết chung tới nói, nàng nói cái gì đều sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đem tiểu thuyết xem xong. Hai lần. Chính là trên thế giới này không có thuốc hối hận, Nguyễn Ninh đối mặt cái này đã biết đứt quãng cốt truyện, cũng chỉ có thể nhận. Tốt xấu nàng còn có thể biết điểm liền nam chủ cũng không biết sự tình không phải. Năm người tiểu đội hơn nữa một cái Nguyễn Ninh, tổng cộng khai hai chiếc xe. Bởi vì tiểu đội một cái đồng đội ở phía trước cùng tang thi đối kháng thời điểm không cẩn thận bị trào bị thương. Vốn dĩ người này không nghĩ chính mình cũng biến thành bên ngoài cái loại này tang thi, là tính toán tự sát. Nam chủ nói cho bọn họ, không phải sở hữu bị trào thương người đều sẽ biến thành tang thi, trong đó có tiểu bộ phận người cũng sẽ nhờ hỏa được phúc biến thành dị năng giả. Bởi vậy tiểu đội đem cái này bị thương đồng đội dùng dây thừng trói lên, cột vào một chiếc xe trên ghế sau, bất quá chỉ cần hắn một khi có biến thành tang thi dấu hiệu, như vậy cái kia lái xe người liền lập tức dùng bắn chết hắn, cho hắn một cái thể diện cách chết. May mắn chính là, hiện giờ một hai cái giờ đi qua, tên này đồng đội tuy rằng trên đường hôn mê bất tỉnh, nhưng như cũ không có biến thành tang thi. Nguyễn Ninh biết, người này đã kích phát ra dị năng. Chỉ là thông qua loại này phi bình thường phương pháp sinh ra dị năng lúc sau,
thân thể ở một đoạn thời gian nội sẽ trở nên thực suy yếu. Không giống những cái đó bẩm sinh sinh ra dị năng giả, chỉ cần ngủ một giấc là có thể lập tức sinh long hoạt hổ. Tiểu đội đội trưởng Tiết Thần chính là một người dị năng giả, có được kim hệ dị năng, thân thể hắn một bộ phận có thể biến ảo thành kim loại, ngăn trở tang thi công kích, ngay cả tang thi móng tay đều hoa không phá hắn làn da. Những người khác tuy rằng đều là cùng Nguyễn Ninh giống nhau không có dị năng người thường, nhưng bọn hắn ở bộ đội thời điểm yêu cầu mỗi ngày huấn luyện, cõng mấy chục cây di trọng vật chạy 5 cây đều một chút việc không có. Không giống Nguyễn Ninh, chỉ là làm nàng chạy cái 5 cây chỉ sợ đều phải mệt đến chết khiếp. Nàng cùng bọn họ thể lực hoàn toàn không phải ở một cấp bậc thượng. Tiểu đội xe đều là từ tiểu khu ngầm gara lấy, có thể thuận lợi khai ra tới còn phải mệt trong đội ngũ một cái kêu Lý báo người, hắn chỉ dùng một cây dây thép liền thu phục. Người này tên tuy rằng khí phách, nhưng lại là toàn bộ trong đội ngũ diện mạo nhất tú khí tồn tại, ngũ quan thanh tú thực. Tiểu đội ở tới trên đường đã có kinh nghiệm, bọn họ tuyển xe đều là cái loại này sàn xe cao, khai đến ổn cái loại này. Có đôi khi gặp gỡ tang thi, cũng không cần hao hết tâm tư đi giết chết chúng nó, trực tiếp dùng sức phá khai thì tốt rồi, như vậy còn có thể tiết kiệm được không ít viên đạn cùng thời gian. Cùng ngày ban đêm, bọn họ tính toán ở một chỗ trạm xăng dầu trước nghỉ ngơi một đêm, sau đó lại xuất phát. Cái này trạm xăng dầu không tính đại, ở bọn họ đoàn người tới phía trước, đã có vài cá nhân đã đãi ở chỗ này có một đoạn thời gian. Nguyễn Ninh tại hạ xe khi rất có an toàn ý thức mà đem chính mình kia đỉnh mũ lưỡi chai cấp trước tiên mang lên, còn nhân tiện bỏ thêm một cái khẩu trang. Khẩu trang là nàng ở siêu thị thu thập vật tư khi lấy, trên kệ để hàng bày rất nhiều, nàng toàn cấp thu vào không gian, đủ nàng dùng cái 1-2 năm. Lúc ấy lấy thời điểm cũng là tưởng có thể có dạng đồ vật, ở yêu cầu trường hợp có thể che một chút nàng này trương quá mức nhận người mặt. Tuy rằng nàng hiện giờ không phải một người, cũng coi như là người đông thế mạnh, không sợ những cái đó lòng mang ý xấu người nhớ thương, nhưng phiền toái có thể thiếu điểm là điểm. Bất quá chính là một cái thuận tay sự tình, hiện tại là cuối thu mát mẻ 10 tháng, nàng này phó đả phấn cũng sẽ không cảm thấy nhiệt. Tiểu đội người đều gặp qua Nguyễn Ninh diện mạo, biết loạn thế sự tình gì đều có, cho nên đối nàng trang điểm cũng không có gì dị nghị. Kia một người hôn mê bất tỉnh đội viên ở bọn họ đến trạm xăng dầu thời điểm cũng đã thức tỉnh, cũng xác thật như Nguyễn Ninh suy nghĩ như vậy, hắn thức tỉnh rồi dị năng, là hỏa hệ dị năng, bất quá hắn hiện tại toàn thân không có gì sức lực, còn cần nghỉ ngơi tốt mấy ngày. Trạm xăng dầu liền có một cái loại nhỏ cửa hàng tiện lợi, ăn uống đều có, đãi ở chỗ này tam nam tam nữ nhìn qua thật không có xanh sao vàng vọt, chính là lo lắng hãi hùng hào chút thiên, tinh thần có chút không tốt lắm, một đám đều tương đối trầm mặc. Ở nhìn đến bọn họ đoàn người từ bên ngoài lại đây, đều nhịn không được thò qua tới dò hỏi bọn họ có quan hệ với bên ngoài tình huống. Tiết Thần cùng bọn họ đem đại khái tình huống nói một chút. Ta muốn tìm ba ba, ta tưởng về nhà. Một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài ủy khuất ba ba mà nói. Nàng là từ một cái 30 tới tuổi nữ nhân mang theo, ngày đó nàng là tiếp hài tử tan học về nhà, kết quả ở trên đường mặt thế đột nhiên liền bạo phát, nàng cùng hài tử đều bị vây ở trạm xăng dầu. Nữ nhân ở một bên ôn thanh trấn an nữ hài, phòng ngừa đều tiếng khóc đem bên ngoài tang thi cấp đưa tới. Cũng có người hỏi thăm bọn họ là muốn đi đâu, nghe được bọn họ nói muốn đi ngoài thành an toàn khu, một đám mà đều tâm động. Rốt cuộc tiến vào 6 cá nhân, trừ bỏ Nguyễn Ninh ngoại, mặt khác mấy cái đều lớn lên một cái so một cái cao lớn, nhìn khiến cho người rất có cảm giác an toàn. Tiểu đội người nghĩ bọn họ dù sao cũng phải đi an toàn khu, liền không có cự tuyệt. Bất quá Nguyễn Ninh phát hiện Tiết Thần ở xử lý chuyện này thượng là cái rất có lý trí người, cũng không có đảm nhiệm nhiều việc, quá độ thánh mẫu tâm, thiện lương nhưng không quá phận thiện lương. Hắn chỉ nói đồng ý làm những người này lái xe đi theo phía sau bọn họ cùng nhau. Cũng không có quá nhiều an bài. Bằng không, Nguyễn Ninh tới an toàn khu sau, có lẽ sẽ một lần nữa suy xét một chút muốn hay không tiếp tục cùng bọn họ cùng nhau đi rồi. Ở mặt thế có thể bảo trì sơ tâm là một chuyện tốt, nhưng quá mức thiện lương cũng chỉ biết hại người hại mình. Vào lúc ban đêm, Nguyễn Ninh mất ngủ, trạm xăng dầu địa phương không lớn, điều kiện đơn sơ, mọi người đều là đem bìa cứng phô trên mặt đất, sau đó trên người lại cái kiện quần áo hoặc là thảm liền trực tiếp dựa vào ven tường ngủ. Cũng không biết có phải hay không Nguyễn Ninh lần đầu tiên ở bên ngoài qua đêm, không quá thói quen, 2-3 tiếng đồng hồ đi qua, nàng như cũ không có ngủ, cuối cùng nàng dứt khoát từ bỏ, mở to một đôi mắt to trinh lăng mà nhìn ngoài cửa sổ. Nói đến cũng có chút châm chọc, mặt thế sau bầu trời đêm xa xa muốn so mặt thế phía trước xinh đẹp đến nhiều. Bóng đêm như mực, tinh quang sáng lạn, đầy sao điểm xuyết. Ở quanh năm tràn ngập ở thành thị phía trên công nghiệp khí thải tan đi lúc sau.
thành thị này bầu trời đêm hiển lộ ra tới chúng nó nguyên bản nhất chân thật, mỹ lệ nhất bộ dáng. Bất quá Nguyễn Ninh không có quên, ở hôm nay buổi tối qua đi, tang thi sẽ nghênh đón lần đầu tiên tiến hóa. Đến lúc đó bọn họ gặp được tang thi sẽ trở nên càng thêm khó chơi, người thường sinh tồn đi xuống tỷ lệ cũng càng ngày càng thấp. Nhất quán tâm đại Nguyễn Ninh nghĩ đến này, cũng hiếm thấy mà phiền muộn một hồi lâu, sau đó nghĩ dù sao cũng ngủ không được, liền dứt khoát thu hồi thảm, đứng dậy đi ra trạm xăng dầu. Bên ngoài bọn họ trên xe có mỏng manh ánh nến lộ ra tới, là đêm nay gác đêm người ở nơi đó. Nguyễn Tiểu Thư, người như thế nào ra tới? Hôm nay thời gian này điểm gác đêm người là đội trưởng Thiết Thần. Nguyễn Ninh nhìn hắn, ngượng ngùng mà cười cười, ánh mắt sáng ngời có thần, ta buổi tối ngủ không được, ra tới hít thở không khí. Thiết Thần nghĩ buổi tối bên ngoài có điểm lạnh, sợ Nguyễn Ninh thân thể nhược bởi vậy sinh bệnh, liền đem cửa xe mở ra, ý bảo nàng tiến vào ngồi. Nguyễn Ninh lễ phép mà nói một tiếng cảm ơn, cũng không có khách khí, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Nguyễn Tiểu Thư, người ở chỗ này thấu xong khí lúc sau liền chạy nhanh vào đi thôi, bên ngoài không quá an toàn. Thiết Thần trầm giọng nói, ta cảm giác hôm nay buổi tối tang thi so mấy ngày hôm trước càng sinh động. Bất đồng với Nguyễn Ninh vẫn luôn đãi ở chung cư, Thiết Thần tiểu đội 5 người nhận được cứu viện nhiệm vụ lúc sau, từ ngoài thành an toàn khu một đường lại đây, hoa không sai biệt lắm 5 ngày thời gian mới đến Nguyễn Ninh nơi tiểu khu. Bọn họ ở bên ngoài túc vài vãn, đối với buổi tối tang thi tình huống cũng coi như là đại khái có điểm dài. Nguyễn Ninh kinh ngạc với hắn nhạy bén, nghĩ nghĩ, thử mà nói, Tiết đội trưởng, người có hay không nghĩ tới, tang thi cũng sẽ tiến hóa. Tựa như các người dị năng giả dị năng cũng có thể thăng cấp giống nhau. Hiện giờ nàng cũng là đội ngũ một viên, tang thi tiến hóa là tất nhiên phát sinh sự, hơn nữa liền ở không giờ đêm nay điểm qua đi, lửa xém lông mày. Nguyễn Ninh tưởng cấp Thiết Thần một chút nhắc nhở, làm cho hắn trước tiên nhận thấy được chuyện này tầm quan trọng, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Thế cho nên sẽ không giống đại bộ phận còn ở vào mê mang kỳ nhân loại giống nhau, bị việc này đánh cái trở tay không kịp. Thiết Thần nghe vậy, trầm mặc một hồi, mới nói, nghĩ tới. Chính là hắn không dám nghĩ lại, hiện giờ nhân loại sinh tồn cũng đã đủ gian nan. Toàn thế giới ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền đã chết nhiều như vậy người, hắn không dám tưởng tượng, nếu này đó tang thi còn sẽ tiến hóa, trở nên lợi hại hơn sau, sẽ phát sinh cái gì. Ngắn ngủi nói chuyện phiếm qua đi. Hai người lặng lặng mà đãi ở trong xe, hồi lâu cũng không nói chuyện. Chúng ta nhất định có thể ở mặt thế sống sót. Những lời này không chỉ có là đối Thiết Thần nói, đồng thời cũng là Nguyễn Ninh tưởng đối chính mình nói. Nguyễn Ninh một chút cũng không muốn chết, chẳng sợ xuyên qua đến như vậy một cái sinh tồn hoàn cảnh ác liệt thế giới. Nàng trong đầu sinh ra nhiều nhất ý tưởng, cũng là như thế nào ở cái này mặt thế trung hào hào tồn tại. Tang thi tiến hóa cũng không phải đối nhân loại một chút chỗ tốt đều không có. Nhân loại ở bị buộc đến mức tận cùng lúc sau mới có thể phát hiện, bọn họ tiềm lực đến tột cùng có bao nhiêu đại. Hiện tại dị năng giả mấy ngàn mấy vạn người bên trong mới có thể thấy được đến một cái, chờ đến sau lại, mấy trăm cá nhân nói không chừng đều có thể nhìn thấy vài cái dị năng giả. Hơn nữa thực mau, cả nước các nơi sẽ bắt đầu thành lập khởi lớn lớn bé bé an toàn căn cứ. Đại gia đoàn kết ở bên nhau, sống sót khả năng sẽ lớn hơn nữa. Nguyễn Ninh là bị một trận dồn dập vội vàng cước bộ thanh cấp đánh thức. Đêm qua nàng mãi cho đến nửa đêm 1-2 giờ mới miễn cưỡng có buồn ngủ, thân thể cuộn ở một bên ngủ rồi. Bất quá giấc ngủ chất lượng cũng không tốt, nói là chằn chọc cũng không quá, cho nên hiện tại một chút tinh thần đều nhấc không nổi tới. Nguyễn Ninh mở to một đôi bởi vì mới vừa tỉnh ngủ mà hơi nước sương mù mắt hạnh, nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian, hiện tại mới 5 giờ rưỡi. Ngày hôm qua không phải nói tốt 7 giờ lại xuất phát sao? Tại hạ nửa đêm trực đêm tiểu đội thành viên lại đây cùng hắn nói mấy câu lúc sau, Nguyễn Ninh rõ ràng mà thấy, Thiết Thần sắc mặt bỗng chốc trở nên ngưng trọng lên. Nàng trong lòng một lạc tháp, đột nhiên có một loại không tốt phỏng đoán. Nên không phải là, Thiết Thần trầm ngâm một chút, sau đó đối với mọi người lớn tiếng nói, đại gia hiện tại chạy nhanh thu thập một chút đồ vật chuẩn bị xuất phát, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đến trước tiên rời đi nơi này, tiểu tạ nói hắn thấy có một đám tang thi đang ở hướng trạm xăng dầu bên này lại đây. Bảo thủ phòng chừng ít nhất có 20-30 cái. Cái này chạm xăng dầu muốn từ trụ trên đường một cái đường nhỏ thượng vòng qua tới mới có thể nhìn đến, vị trí là chật điểm, chính là tang thi cũng tương đối ít, đây cũng là vì cái gì bọn họ ngày hôm qua sẽ lựa chọn ở chỗ này qua đêm nguyên nhân chi nhất. Nguyễn Ninh chỉ biết ở trong tiểu thuyết tang thi sẽ tại đây một ngày trở nên càng thêm lợi hại, lại quên mất tiến hóa qua đi tang thi sẽ đối nhân loại hơi thở càng thêm mẫn cảm, nho nhỏ chạm xăng dầu hiện giờ tế hạ mười mấy người. Sẽ đưa tới tang thi cũng là đoán trước bên trong sự.
nàng so những người khác càng biết sự tình nghiêm trọng tính, nhìn đang ở vội vàng thu thập đồ vật mọi người, cùng đã chuẩn bị thỏa đáng tiểu đội thành viên, cũng không hề nhiều chậm trễ thời gian, đem cái ở trên người thảm lấy thượng lúc sau, liền chạy nhanh tùy đại gia cùng nhau lên xe. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người sẽ giống nhau động tác nhanh chóng. Sự tình phát sinh đột nhiên, bọn họ khai xe nếu quá nhiều, mục tiêu quá lớn tắc không hảo hành động. Tiết Thần liền đem chạm xăng dầu nguyên lai 6 cá nhân, đều an bài ở bọn họ dư thừa ra tới kia một chiếc trên xe. Nguyên bản này chiếc xe là dùng để trói cái kia bị tang thi trào thương đồng đội, hiện tại hắn không có việc gì, có thể trở về đội ngũ, này chiếc xe bọn họ tự nhiên cũng liền dùng không thường. Này chiếc xe so với bọn hắn bên này ngồi này một chiếc không gian tiểu, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống 6 cá nhân, này vẫn là ở không bỏ quá nhiều vật tư dưới tình huống. Hiện giờ mọi người đều dần dần mà minh bạch đồ ăn tầm quan trọng. 6 người chung, có một đôi phu thê vì có thể nhiều lấy điểm đồ ăn, nói cái gì đều phải khai chính mình xe, còn bởi vậy cùng một cái khác khuyên can nam nhân xào lên. Cuối cùng vẫn là Tiết Thần nhìn không được, sụ mặt nói nếu ai không nghe từ an bài, liền không mang theo ai cùng nhau đi. Này một đôi phu thê mới an phận điểm, xám xịt mà về tới trên xe. Đội trưởng, không kịp đi rồi, đám kia tang thi đã đem đường đi ra ngoài cấp ngăn chặn. Chúng ta xe khai bất quá đi, trừ phi chúng ta bỏ xuống xe tử đi đường qua đi, hoặc là thanh ra một cái lộ tới, mới có thể từ nơi này rời đi. Xe không thể bỏ, Tiết Thần chém đinh chặt sắt nói. Không nói đến trong xe trang vật tư, chính là hiện giờ từ hỗn loạn trên đường cái lại muốn tìm đến một chiếc thích hợp thay đi bộ công cụ, cũng không phải một việc dễ dàng. Tổng không thể xa như vậy khoảng cách đều dùng hai cái đùi đi qua đi thôi. Bọn họ vài người có thể căng xuống dưới dùng một lần chạy cái mấy cây em, những người khác làm sao bây giờ? Nghe được bọn họ hiện tại muốn xuống xe sát tang thi, ngồi ở mặt khác một chiếc trên xe ba nam nhân ngẩn người. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không có người xuống xe. Bất quá bọn họ lúc này cũng không có thời gian đi do dự, bởi vì lúc này, tang thi đã tới rồi chạm xăng dầu cửa, đi tới bọn họ xa tiền. Lại đây tang thi quá nhiều, không giải quyết rất một ít, bọn họ hôm nay căn bản không rời đi cái này địa phương. Đây là Nguyễn Ninh lần đầu tiên như vậy gần gũi quan sát tang thi, xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn đến kia từng trương cứng đờ xanh tím, hốc mắt đột ra xấu xí khuôn mặt. Có một nữ tính tang thi, nó bị mặt sau tang thi xô đẩy kề sát ở cửa sổ xe thượng, vừa lúc cùng Nguyễn Ninh bốn mắt nhìn nhau. Nguyễn Ninh thân mình theo bản năng mà sau này lui một bước, cầm thương tay đều đang run rẩy. Kỳ thật nàng ngồi ở vị trí này thượng là không cần đối phó tang thi, tiểu đội vài người khác đem nàng hộ đến kín mít, tang thi cũng tới gần không được nàng. Chính là Nguyễn Ninh trong lòng vẫn là ngăn không được sợ hãi, chỉ có đem cây súng này lấy ở trên tay, mới có thể làm nàng hơi chút nhiều một chút cảm giác an toàn. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Này đó tang thi tốc độ so ngày hôm qua càng nhanh. Cùng tang thi đối chiến mấy cái hiệp lúc sau, tiểu đội mấy cái thành viên liền đều nhìn ra vấn đề. Tiết Thần nhớ tới hắn cùng Nguyễn Ninh tối hôm qua thảo luận đề tài, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ này đó tang thi thật sự đều tiến hóa. Nếu nói bọn họ phía trước gặp được tang thi là tập tễnh học bước hài đồng, như vậy hôm nay liền đến thiếu niên thời kỳ, không chỉ có như thế, chúng nó phòng ngự cùng công kích năng lực cũng so dĩ vãng cường không ít. Có đôi khi chính xác kém một chút, một thương đều đánh không trúng chúng nó. Tang thi dáng vẻ này xem lâu rồi lúc sau, phát hiện cũng liền như vậy, khắc phục trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi, Nguyễn Ninh bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng cũng khôi phục vài phần huyết sắc. Nàng hiện tại đã có thể so sánh vừa rồi càng thản nhiên mà nhìn chung quanh hình thù kỳ quái, hoặc là gãy tay gãy chân, hoặc là ngực phá một cái động lớn, như cũng có thể ngoan cường mà tới gần bọn họ đám nhân loại này tang thi. Nguyễn Ninh ở thế giới hiện thực kỳ thật là cái sẽ xử thương người, nhưng nàng kỹ thuật không cao, chính là nghiệp dư giống nhau trình độ, chơi chơi còn hành, đánh tang thi liền kém một chút chính xác. Đặc biệt là hiện tại tang thi còn tiến hóa, nàng 10 phát có thể có 2-3 phát đánh chúng, liền tính là nàng vận khí nghịch thiên. Nguyễn Ninh không nghĩ chỉ tránh ở người khác phía sau run bần bật, nàng cũng muốn đi hỗ trợ. Nhưng nàng biết, ở cái này hỗn loạn hẹp hòi trường hợp, liền lấy nàng hiện tại kỹ thuật cũng chính là đi hạt xem náo nhiệt, nói không chừng còn sẽ đánh trúng người một nhà. Cho nên còn không bằng liền an tĩnh mà đãi ở xe trên ghế sau. Cho dù giúp không được gì, cũng không đi cho bọn hắn kéo chân sau. Viên đạn số lượng hữu hạn, dị năng cũng có sẽ hao hết thời điểm. Cho nên tiểu đội thành viên càng nhiều là dùng khảm đao trực tiếp chặt bỏ tang thi đầu. Phương pháp này là bọn họ an toàn khu một cái người sống sót phát hiện, chỉ có như vậy mới có thể làm tang thi hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Thân thể còn suy yếu Tạ Phi cũng gia nhập chiến đấu, ở tiếp thu đến đội trưởng mệnh lệnh lúc sau,
hắn điều ra trong thân thể sở hữu dị năng, ngạnh sinh sinh mà đem xe chung quanh tang thi bước lui vài mễ xa. Cũng liền sấn cái này thời cơ, tiểu đội vài người chạy nhanh toàn lên xe, Tiết Thần dùng kim loại hóa tay túm chặt cửa xe, thân mình bên ngoài, hướng phía trước ném văng ra một cái lựu đạn. Vũ khí nóng đối mặt thế lúc đầu tang thi tác dụng vẫn là rất có hiệu quả, ở nổ bay không ít tang thi lúc sau, nguyên bản tang thi vòng vây xuất hiện một cái rõ ràng chỗ hồng. Đi mau, cuối cùng bọn họ xe thuận lợi mà khai ra trạm xăng dầu, tang thi tốc độ tuy rằng so mấy ngày hôm trước nhanh không ít, nhưng vô luận như thế nào cũng vẫn là so ra kém tốc độ cao nhất thúc đẩy khi xe. Cho nên thực mau, chúng nó đã bị bọn họ cấp ném xa. Bất qua Tiết Thần tay phải cánh tay bởi vì chưa kịp thu hồi, bị lựu đạn nổ mạnh khi bắn khởi mảnh nhỏ cấp quát bị thương, cũng may tình huống không nghiêm trọng lắm, ở đơn giản băng bó bảo đảm mùi máu tươi sẽ không đưa tới tang thi qua đi, hắn liền tiếp tục chỉ huy đại gia đem xe khai ly tang thi nhiều địa phương. Chính là còn không có khai xa bao lâu, kia một chiếc đi theo phía sau bọn họ xe lại đột nhiên ngừng lại. Nguyên lai là bọn họ xe ngừng ở trạm xăng dầu thời điểm, xe bình xăng cùng lốp xe đều bị tang thi sắc bén móng tay cấp chát phá, hiện tại xe khai một đoạn đường lúc sau, rốt cuộc chịu đựng không nổi, hoàn toàn tắt hỏa, báo hỏng. Không chỉ có như thế, bọn họ cửa sổ xe còn nát hai mặt, tuy rằng không có nhân viên thương vong, nhưng này chiếc xe khẳng định là khai không được. Các ngươi trên người có lựu đạn như thế nào không biết sớm một chút lấy ra tới. Làm hại chúng ta xe đều báo hỏng, còn lo lắng hãi hùng lâu như vậy. Một nữ nhân thấy bọn họ từ xe thượng đi xuống tới dò hỏi, nhịn không được lên án nói. Người này là phía trước ở trạm xăng dầu nháo quá muốn chính mình khai một chiếc xe phu thê chung một cái. Đúng vậy, các ngươi như vậy cũng quá ích kỷ, có nhiều như vậy thứ tốt cũng không thể phân chúng ta một ít. Thấy nữ nhân nói như vậy, trưởng phu của nàng cũng đi theo phụ họa mà nói vài câu, một đôi mắt còn thường thường liếc hướng bọn họ bên hông thương. Nguyễn Ninh phía trước đãi ở trên xe, cho nên xem đến rất rõ ràng. Ở trạm xăng dầu thời điểm, nữ nhân này liền lôi kéo nàng lão công vẫn luôn ở trên xe không chịu động, còn đem kia đối mẹ con cấp tế tới rồi bên ngoài chỗ ngồi. Tương đối so với hạ, trong xe mặt khác hai cái nam nhân tuy rằng ngay từ đầu cũng do dự, nhưng ở trong lúc nguy cấp, đều vẫn là lấy hết can đảm cầm gậy gộc chờ vũ khí đi đối kháng tang thi. Hơn nữa này chiếc xe người trên sở dĩ có thể lông tóc không tổn hao gì, hoàn toàn là tiểu đội những người khác vẫn luôn ở chiếu cố bọn họ, đem tang thi đều bị dẫn tới bọn họ bên này. Hiện tại nàng còn có thể nói ra nói như vậy tới, thật là có chút không biết tốt xấu. Nếu các ngươi không hài lòng chúng ta đây liền từ nơi này tách ra đi, đại gia các đi các. Hỏa hệ dị năng giả Tạ Phi bản thân chính là cái tính nôn nóng, thấy hai người kia không khỏi phân trần liền đem nước bẩn hắt ở bọn họ trên đầu, trên mặt cũng không cao hứng. Ta mặc kệ, dù sao cái này xe sự tình các ngươi đến phụ trách đến cùng, ta xem các ngươi hiện tại ngồi này chiếc xe liền khá tốt, bằng không liền đem cái này để cho chúng ta đi. Còn có mặt trên vật tư, như thế nào cũng đạt được chúng ta một nửa, cho chúng ta coi như tinh thần bồi thường. Nữ nhân không thuận theo không buông tha nói. Tạ Phi là trong đội ngũ tuổi nhỏ nhất một cái, mới vừa 20 xuất đầu, hắn lớn như vậy liền chưa từng có gặp qua loại này vô cớ gây rối người, tức giận đến mặt đều đỏ, ngươi nằm mơ. Nữ nhân nói thật sự là quá khó nghe, ngay cả trong đội ngũ tính tình tốt nhất đại thành đều nghe không nổi nữa, nhưng nghĩ đến bọn họ hiện tại còn ở trên đường cái, như vậy xảo đi xuống cũng không tốt lắm, đành phải ra mặt đương cái này người điều dài. Khuyên nhủ, Tạ Phi, ngươi cũng ít nói hai câu, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, đừng lại đem tang thi cấp đưa tới. Tạ Phi hừ một tiếng, bị chọc tức không nhẹ, đưa tới kia cũng là bọn họ trước tìm cha. Thật là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, nếu vừa rồi không phải chúng ta cứu bọn họ đã sớm ở trạm xăng dầu uy tang thi. Ngượng ngùng, các ngươi yên tâm, xe chúng ta sẽ chính mình đi tìm, hôm nay thật sự là đã phiền toái các ngươi đủ nhiều sự tình. Đứng ở vợ chồng hai bên cạnh nam nhân nhịn không được sắc mặt hổ thẹn nói. Đúng vậy, thật là xin lỗi. Ai cũng không nghĩ tới một kiện hào hào sự tình sẽ biến thành như bây giờ. Trên thế giới này cũng không phải tất cả mọi người thích đặng cái mũi lên mặt. Ở đây mặt khác vài người trong lòng đều rất rõ ràng. Này đám người có thể đối bọn họ nhóm người này người xa lạ như vậy đã là đủ tận tình tận nghĩa. Nhân gia giúp bọn hắn cũng là hào tâm. Hiện giờ ra như vậy một tử sự. Bọn họ cũng không có gì thể diện lại đi cầu những người này thu lưu bọn họ, đại gia cùng đi an toàn khu. Bất quá, Liễu Nhu nhìn thoáng qua chính mình trong lòng ngực tuổi còn nhỏ nữ nhi, nàng không giống mặt khác hai cái đại nam nhân giống nhau đơn độc hành động cũng có thể có tự bảo vệ mình năng lực, huống chi nàng còn mang theo một cái hài tử. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng nghĩ, cuối cùng vẫn là chỉ có thể ra mặt dày,
cầu xin mà nhìn về phía Thiết Thần đoàn người, nói: "Tiểu huynh đệ, các ngươi có thể hay không lại mang ta cùng hài tử đoạn đường? Nữ nhi của ta còn nhỏ, ta không đành lòng nhìn nàng cùng ta cùng chết ở này đó quái vật trong tay. Các ngươi yên tâm, chúng ta vừa đến an toàn khu liền tuyệt đối sẽ không lại phiền toái các ngươi." "Đúng rồi, còn có cái này," nữ nhân không có ôm hài tử mặt khác một bàn tay tháo xuống trên cổ vòng cổ, "đây là ta cùng ta lão công kết hôn khi mua vòng cổ, hẳn là còn giá trị điểm tiền, coi như làm ta cùng bảo bảo cho các ngươi lộ phí." Nữ nhân trong lòng ngực tiểu hài tử mới vừa bị bên người cãi nhau thanh cấp đánh thức, còn không rõ ràng lắm chung quanh đã xảy ra cái gì, non nớt trên mặt vẻ mặt mê mang, thẳng đến nhìn đến bên người mụ mụ khóc, mới sốt ruột lên: "Mụ mụ, đừng khóc, Hoa Hoa cho ngươi hô một hô thì tốt rồi." Liễu Nhu lau nước mắt: "Hoa Hoa, không có việc gì, mụ mụ không khóc, chính là không cẩn thận làm hạt cát tiến trong ánh mắt." Nguyễn Ninh cùng Tiết Thần tiểu đội mấy người này đều không phải cái gì ý chí sắt đá người, một cái non nớt hài tử hơn nữa một cái mẫu thân như vậy cầu xin bọn họ cũng nhẫn không dưới tâm tới cự tuyệt. "Chúng ta sẽ không muốn ngươi vòng cổ, dù sao chúng ta cũng phải đi an toàn khu, ngươi cùng hài tử có thể cùng chúng ta cùng nhau." Trên xe vừa lúc còn có một cái chỗ trống, liền ở Nguyễn Ninh chỗ ngồi bên cạnh. Phía trước ít người thời điểm đều là nàng một người ngồi ở mặt sau cùng. Bất quá hài tử tuổi còn nhỏ, chiếm không được nhiều ít địa phương, vị trí này tễ hạ hai người hẳn là không thành vấn đề. Nghe được bọn họ còn nguyện ý mang theo nàng cùng hài tử cùng nhau, Liễu Nhu chân thành mà cảm kích nói: "Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi." Nguyễn Ninh thấy nàng ôm hài tử cũng ôm thời gian rất lâu, liền chạy nhanh mang theo nàng cùng hài tử cùng nhau lên xe. Đến nỗi kia một đôi phu thê, bọn họ còn ở bên kia vô cớ gây rối, bất quá cũng đã không có gì người tưởng phản ứng bọn họ. Tạ Phi lười đến lại vô nghĩa, hắn sáng ngời ra hắn kia đem còn giữ tang thi huyết nhục cặn khảm đao, liền lập tức đem này một đôi phu thê sợ tới mức liền lời nói cũng không dám nói, càng miễn bàn nhắc lại cái gì quá mức yêu cầu. Nói trắng ra là, loại người này chính là bắt nạt kẻ yếu, bọn họ giảng đạo lý thời điểm không nghe, một hai phải làm cho bọn họ động thủ mới bằng lòng ngừng nghỉ. Chạm xăng dầu mặt khác hai cái nam nhân cùng này một đôi phu thê cũng không thân, hơn nữa lại là hai người kia vô cớ gây rối mới thượng bọn họ mất đi một cái cùng cường đại đội ngũ đồng hành cơ hội, không đi giáo huấn bọn họ một đốn cũng đã không tồi, sao có thể sẽ lại cùng loại người này cùng nhau. Cho nên cuối cùng từ chạm xăng dầu ra tới 6 cá nhân, phân thành 3 đợt cùng nhau đi. Đã không có kéo chân sau người, tiểu đội kế tiếp lộ trình liền đi thuận buồm xuôi gió nhiều. Nguyễn Ninh từ chính mình trong bao lấy ra mấy bao bánh quy cùng một lọ Yakult, nói: "Liễu Nhu tỷ, ngươi cùng hài tử không ăn cơm sáng nói vậy cũng nên đói bụng đi, ăn một chút gì đi." Trong đội mặt khác 5 người đều là nam nhân, cũng không có phương tiện giao lưu. Làm tiểu đội duy nhất một người nữ tính, chỉ có thể từ Nguyễn Ninh tới tiếp đón này một đôi mẹ con. "Nguyễn tiểu thư, không cần, chúng ta từ trạm xăng dầu cầm một ít đồ ăn." Liễu Nhu là cái biết điều người. Nàng rõ ràng này một đám người không có mang nàng cùng hài tử cùng đi an toàn khu nghĩa vụ, cho nên cũng không dám lại phiền toái bọn họ quá nhiều. Hoa Hoa nhìn thoáng qua xinh đẹp tỉ tỉ trên tay Yakult, lôi kéo Liễu Nhu góc áo, mắt lộ ra khát vọng: "Mụ mụ." Nguyễn Ninh cười cười, trực tiếp đem Yakult cho hài tử, "này cũng không phải cái gì thứ tốt, hiện tại chúng ta cũng coi như là cùng nhau, Liễu Nhu tỉ ngươi không cần như vậy khách khí." Liễu Nhu nhìn nữ nhi ánh mắt, cuối cùng không có cự tuyệt, "Hoa Hoa, mau tới đây cảm ơn vị này tỷ tỷ." Hoa Hoa nghe lời nói, "Cảm ơn tỷ tỷ." Nguyễn Ninh kỳ thật còn rất thích này một đôi mẹ con. Nàng ở trạm xăng dầu thời điểm liền phát hiện cái này nhũ danh gọi là Hoa Hoa tiểu nữ hài thực hiểu chuyện, mụ mụ kêu không khóc liền không khóc. Hơn nữa Liễu Nhu đem hài tử bảo hộ rất khá, mỗi lần tang thi tới nàng đều duỗi tay che khuất hài tử đôi mắt, không cho nàng nhìn đến vài thứ kia. Đặc biệt là ở còn có kia một đôi không nói lý phu thê đối lập dưới, Nguyễn Ninh liền càng thích các nàng. Huống chi, ở mặt thế một nữ nhân mang cái hài tử không dễ dàng, vì sinh tồn mà vứt bỏ hài tử người cũng không phải không có. Mặt thế phía trước đường cái thượng xe nơi nơi đều là, không phải sở hữu lộ đều là thông suốt, có đôi khi bọn họ yêu cầu vòng đường xa, hoặc là xuống xe đi thanh trừ chướng ngại vật mới có thể qua đi. Dọc theo đường đi bọn họ cũng gặp không ít đi đến xa tiền cầu cứu người, bất quá bọn họ đều không có lại đồng ý. Không nói đến trên xe đã không có vị trí, nếu tái ngộ đến mấy cái giống kia đối phu thê giống nhau người, bọn họ cũng thật sự là ứng phó không tới, còn sẽ cho chính mình đưa tới không ít phiền toái. Cứ như vậy một đường có kinh có hiểm, bọn họ đoàn người rốt cuộc ở từ tiểu khu xuất phát ngày thứ 5 buổi chiều, đi tới an toàn khu. Cái này an toàn khu trước kia là một cái huấn luyện căn cứ, bởi vì địa lý vị trí cực hảo, cho nên ở mặt thế bùng nổ lúc sau,
thành phố S tòa thị chính cùng quân đội liền đem nơi này cùng chung quanh mấy cái địa phương cấp phòng lên, coi như một cái người sống sót chỗ dung thân. Hơn nữa ở chính phủ đem này một mảnh tang thi đều cấp rửa sạch sạch sẽ lúc sau, bọn họ liền bắt đầu toàn thiên vô gián đoạn về phía toàn thị phạm vi quảng bá cái này an toàn khu vị trí, tận khả năng làm càng nhiều người sống sót có thể có cơ hội biết an toàn khu tồn tại. Trừ cái này ra, bọn họ còn sẽ mỗi ngày phái ra đội ngũ đi bên ngoài thu thập vật tư, chi viện nội thành người sống sót, trợ giúp bọn họ đi vào an toàn khu. Nguyễn Ninh đang nghe Tiết Thần giới thiệu an toàn khu tình huống khi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đời trước nguyên chủ ở nhất trung gặp được kia chỉ cứu viện đội, giống như chính là cái này ở vào thành phố S ngoại ô an toàn khu phái lại đây. Nếu một đoạn này có chuyện không phát sinh thay đổi nói, như vậy lúc này cứu viện đội cũng nên mau đến thị nhất trung đi. Nguyễn Ninh thanh triệt con ngươi trầm trầm, cũng không biết đời trước cái kia đem nguyên chủ đẩy mạnh tang thi đôi, hại nàng vô tội chết thảm nữ nhân lần này còn có hay không được cứu trợ. Đã không có những người khác cho nàng ở nguy cấp thời khắc đương tấm mộc, nàng có thể hay không thuận lợi mà từ trường học đi ra, có thể hay không cũng đi vào an toàn khu. Nguyễn Ninh tuy rằng không yêu chủ động trêu chọc phiền toái, nhưng nàng tốt xấu cũng chiếm cứ thân thể này thời gian dài như vậy. Nếu thật sự làm nàng ở chỗ này gặp nữ nhân kia, liền tính là không thế nguyên chủ bênh vực kẻ yếu, mà là vì làm chính mình lương tâm thượng không có trở ngại, nàng nói cái gì cũng đến giúp nguyên chủ đem thù này cấp báo mới được. Phẩy phẩy, ở an toàn khu ngoại xây lên tường vây phía trước, có một đạo hàng rào sắt chắn con đường trung gian, bên cạnh còn đứng một đội ăn mặc chế phục cầm vũ khí quân nhân. Nhìn thấy có người lái xe hướng tới bên này lại đây, trong đó một người nam nhân đi tới, vẻ mặt nghiêm túc đỗ lại hạ bọn họ xe. Hiện tại trên xe tất cả mọi người xuống xe kiểm tra, hơn nữa ngoại lai chiếc xe không thể khai tiến an toàn khu. Nam nhân đứng ở cửa sổ xe biên trầm giọng nói, chưa từng có nhiều chú ý trong xe ngồi chính là người nào. Bọn họ này nhóm người mỗi ngày ở cái này địa phương thủ, gặp qua người sống sót thật sự là không đếm được. Đặc biệt là gần nhất hai ngày này, tới an toàn khu người sống sót càng ngày càng nhiều, bọn họ mỗi ngày đều phải an bài vài trăm hào người. Nhưng thật ra Tiết Thần nhìn đến nam nhân bộ dáng lúc sau, ra tiếng hô một câu, Trương Thiên. Nghe được có người kêu tên của hắn, nam nhân lúc này mới kinh ngạc mà nhìn về phía ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Tiết Thần, còn có xe thượng những người khác, Tiết Thần. Các ngươi tiểu đội rốt cuộc ra nhiệm vụ đã trở lại. Trương Thiên xác thật là nhận thức Tiết Thần, hắn cùng hắn là ở cùng năm tiến bộ đội, hai người ngày thường quan hệ không tồi. Mà thế sau, Trương Thiên chỉ biết bọn họ tiểu đội bị phái đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ, nhưng cũng không biết cụ thể nhiệm vụ nội dung. Ở an toàn khu đợi rất nhiều thiên cũng chưa thấy bọn họ trở về, còn tưởng rằng trên đường ra cái gì ngoài ý muốn. Hỏi thăm cũng không có hỏi thăm ra cái gì tin tức. Không nghĩ tới đi qua 10 ngày lâu, bọn họ thế nhưng đã trở lại. Dù sao an toàn đã trở lại liền hảo, hắn cười nói, trong lòng cục đá cũng rơi xuống đất. Tiết Thần tới rồi an toàn khu, gặp được quen biết người, tâm tình không tồi, trên mặt cũng có vài phần tươi cười, nội thành tang thi tương đối nhiều, cho nên qua lại dùng nhiều phí một ít thời gian. Trương Thiên tỏ vẻ lý giải, mà thế trước nội thành lượng người là cái dạng gì mọi người đều rõ ràng, dẫn tới hiện giờ nơi đó hỗn loạn thực, đi vào khó, ra tới càng khó, hơi không lưu ý liền sẽ gặp được tang thi đàn. Có rất nhiều người đều chết ở nơi đó. Không nghĩ tới mới mấy ngày thời gian, an toàn khu liền đại biến bộ dáng, ta đều thiếu chút nữa nhận không ra. Hắn cảm khái nói, bọn họ tiểu đội trước khi rời đi, an toàn khu còn tương đối đơn sơ, không nghĩ tới chờ đến trở về thời điểm, bên ngoài đều thiết thủ vệ, lại còn có nhiều thế này phòng bị phương tiện. Cũng không phải là sao, hiện tại an toàn khu nội người so ngươi lúc ấy nhiều không ít. Trương Thiên đem ở bọn họ rời đi sau an toàn khu biến hóa, đơn giản mà tự thuật một lần. Sau đó hắn mới nhìn về phía cùng tiểu đội cùng nhau đi xuống xe Nguyễn Ninh ba người, hỏi, này vài vị là. Bởi vì Nguyễn Ninh thân phận đặc thù tính, Tiết Thần không có lộ ra có quan hệ với chuyện của nàng. Trương Thiên cũng là bộ đội ra tới, Tiết Thần ba phải cái nào cũng được thái độ thực mau làm hắn minh bạch, người này chỉ sợ cùng bọn họ nhiệm vụ lần này có quan hệ, cũng liền không có lại đi tìm hiểu cái gì không nên biết đến tin tức. Trương Thiên đơn giản đăng ký một chút, liền cho bọn hắn cho đi. Bất quá vì an toàn khu suy nghĩ, sở hữu từ bên ngoài tiến vào người nên có kiểm tra vẫn là không thể thiếu. Nguyễn Tiểu Thư, sở hữu tiến vào an toàn khu người đều yêu cầu kiểm tra toàn thân có hay không bị tang thi chảo thương. Tiết Thần ôn hòa mà nói, chờ kiểm tra sau khi xong, chúng ta ở an toàn khu nhập khẩu chờ ngươi. Nguyễn Ninh gật đầu đồng ý, sau đó liền cùng dẫn đường người cùng nhau vào một gian nhà ở. Cái này nhà ở liền so bình thường phòng lớn một chút. 20-30 mét vuông bộ dáng.
bên trong trừ bỏ hai gã nữ tính nhân viên công tác bên ngoài, còn có mấy cái cùng Nguyễn Ninh các nàng giống nhau từ bên ngoài tiến vào người. Bất qua cái này an toàn khu kiểm tra trình tự, nhưng thật ra ra ngoài Nguyễn Ninh ngoài ý liệu nhân tính hóa cùng đơn giản, bọn họ chỉ cần cởi ra áo khoác, trên người không có phát hiện cái gì rõ ràng vết máu cùng miệng vết thương, thực mau là có thể kiểm tra xong rồi. Chỉ là Nguyễn Ninh không biết chính là, không phải tất cả mọi người là tiến loại này căn nhà nhỏ kiểm tra. Từ bên ngoài tiến vào càng nhiều người giống nhau đều bị cùng nhau an bài vào cách vách bị nhà xưởng cải tạo mà thành đại trong phòng. Nơi đó ngư long hỗn tạp, nhân viên đông đảo, nếu trên đường có cùng đi kiểm tra người đương trường biến thành tang thi, còn có khả năng mất mạng. Ta cái này miệng vết thương là không cẩn thận bị dao nhỏ hoa thương, không phải tang thi. Nguyễn Ninh mới vừa mặc vào áo khoác, liền nghe được nàng bên cạnh một nữ nhân sốt ruột địa đạo. Không phải tang thi chào ngươi tàng cái gì tàng, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nhân viên công tác nói xong, buông trong tay gây tê châm, tiếp tục nói, ngươi mặc tốt quần áo lúc sau sẽ có người mang ngươi đi mặt khác một gian nhà ở quan sát tình huống, chỉ cần 24 giờ sau không có việc gì, là có thể tiến an toàn khu. Hiện giờ an toàn khu người cũng phát hiện bị tang thi chào thương người sẽ không toàn bộ đều biến thành tang thi sự tình, bởi vậy chịu quá thương người, sẽ bị an bài tiến một gian thủ vệ nghiêm ngặt trong phòng quan sát. Nếu một ngày lúc sau không có việc gì phát sinh, kia người này liền sẽ bị thả ra. Đương nhiên, một khi có cảm nhiễm dấu hiệu, người nọ cũng sẽ bị bắn chết. Liễu Nhu cùng hài tử hai người cũng không có gì vấn đề, ở bên nhau vào an toàn khu lúc sau, liền tách ra. Nguyễn Ninh không có đi giữ lại các nàng. Rốt cuộc tiểu đội cũng không phải nàng làm chủ, nàng hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Nàng tuy rằng rất thích này một đôi mẹ con, nhưng này cũng không đại biểu nàng muốn phụ trách các nàng tương lai. Tại đây một phương diện, nàng vẫn là một cái rất có lý trí người. Tiểu đội 5 người không có hồi bọn họ nguyên lai chỗ ở, mà là cùng Nguyễn Ninh cùng nhau bị an bài vào một đống độc đống tiểu biệt thự nội. Nguyễn Ninh không cần tưởng cũng biết, nàng có thể có loại này đãi ngộ cùng cố gia chiếu cố phân không khai. Tiểu biệt thự địa phương rất lớn, trụ hạ bọn họ 6 cá nhân dư giả. Tiết thần suy xét đến nam nữ có khác, sợ Nguyễn Ninh trụ không thói quen, khiến cho nàng một người đơn độc ở tại lầu 2 một phòng, những người khác đều ở tại lầu 1. Nguyễn Ninh tuy rằng cảm thấy đều mặt thế cũng không cần như vậy chú trọng, tính cả một tầng lâu đều không ở cùng nhau, nhưng nếu lần này đều đã như vậy, Nguyễn Ninh cũng liền không có nói cái gì nữa. Tuy rằng mấy người trụ địa phương là biệt thự, nhưng bên trong gia cụ kỳ thật không mấy thứ. Trên cơ bản đều bị người cấp dọn không. Hẳn là ngay từ đầu đã bị an toàn khu cấp đương vật tư cầm đi. Trong phòng đồ vật cũng rất ít, chỉ có một chương lẻ loi giường bãi ở chính giữa, mặt trên liền chương giống dạng điểm nệm đều không có. Nguyễn Ninh trong không gian nhưng thật ra một ít hàng ngày đồ dùng, còn có nàng chung cư sang quý gia cụ cũng đều làm nàng cấp thu đi vào. Chính là hiện giờ cái này địa phương cũng không phải nàng một người trụ, đột nhiên biến ra này đó, vạn nhất bị phát hiện. Như thế nào cùng những người khác giải thích đồ vật tới chỗ. Bất quá, Nguyễn Ninh cũng không có vì cái này vấn đề buồn rầu lâu lắm. Đến buổi tối thời điểm, liền có người đem nàng sở yêu cầu vật phẩm đều cấp đưa tới, nệm khăn trải giường bao gối gì đó cái gì cần có đều có. Tuy rằng so ra kém nguyên chủ chung cư những cái đó đồ dùng, nhưng ở mặt thế có thể có như vậy điều kiện, đã là phi thường không tồi. Nói thật, nếu không phải rõ ràng nàng chỉ là một cái bị người phó thác tiểu kéo chân sau. Loại này hảo đãi ngộ tùy thời đều có khả năng biến mất nói, Nguyễn Ninh cảm thấy vẫn luôn đãi ở cái này an toàn khu cũng không có gì không tốt. Nhưng đối với hiện tại nàng tới nói, đi đế đô mới là nhất thích hợp lựa chọn. Không chỉ là bởi vì nàng đại chỗ dựa còn ở nơi đó, tương lai sẽ ở nơi đó kiến thành hy vọng căn cứ, cũng sẽ là mặt thế lớn nhất một cái an toàn căn cứ. Hoa Hạ có gần một nửa cao giai dị năng giả, đều xuất từ với hy vọng căn cứ. Căn cứ này liền như tên của nó giống nhau. Đại biểu cho Hoa Hạ hy vọng. Đi vào an toàn khu vào lúc ban đêm, Nguyễn Ninh rốt cuộc ăn thượng một ngụm nóng hổi cơm. Đồ ăn là tiểu đội đại thành làm, một cái diện mạo thành thật nam nhân, tính tình thực hảo, chủ nghệ cũng phi thường hảo, so Nguyễn Ninh cái này tay mới hảo không biết nhiều ít. Cơm chiều làm đều là ở mặt thế trước bình thường không thể lại bình thường ra thường tiểu thái, nhưng hồi lâu không có ăn đến quá này đó Nguyễn Ninh vẫn là không nhịn xuống, ăn nhiều nửa chén, ăn bụng đều có điểm căng. Những người khác cũng là giống nhau, trên bàn cơm mỗi người trên mặt đều mang theo một tia thỏa mãn, hưởng thụ này đốn khó được bữa tiệc lớn. Hôm sau buổi sáng, có một cái xuyên quân trang nam nhân đi vào biệt thự cửa, phi thường khách khí mà đem Nguyễn Ninh cấp đưa tới một cái cùng loại với phòng tiếp khách địa phương. Ở nơi đó, nàng không có nhìn thấy cái gì trong tưởng tượng đại nhân vật, chỉ có một bộ bị đả thông điện thoại.
Nguyễn Ninh ở người tới ý bảo Hạ tiếp nhận microphone, dự kiến bên trong, điện thoại kia đầu người là Cố Hoa Thịnh. Ta nghe nói cái kia tiểu tử thúi đem ngươi từ chung cư cứu ra lúc sau, liền lại không phụ trách nhiệm mà đem ngươi ném cho người khác. Cố Hoa Thịnh trung khí 10 phần thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Bởi vì lo lắng, hắn hoàn toàn đã quên hắn trong miệng người khác vẫn là chính mình hao hết tâm tư nhờ người cấp an bài. Lúc trước ở biết Cố Diệp Thừa căn bản không có đi cứu Nguyễn Ninh tính toán khi, Cố Hoa Thịnh chính là khí đã lâu. Hiện tại lại nghe được Cố Diệp Thừa ở đi chung cư, người thực mau liền lại chạy không ảnh lúc sau, trong lòng càng khí. Xem ra ngày hôm qua Tiết Thần cũng đã đem mấy ngày nay phát sinh sự tình đều cấp hội báo qua đi. Nguyễn Ninh hơi rũ mí mắt, thanh âm mềm ấm, ca ca hắn đối ta thực hảo. Hắn còn giúp ta thu thập hai cái khi dễ ta người. Nàng lời nói thành công mà làm Cố Hoa Thịnh sửng sốt một hồi lâu, liền liên tiếp xuống dưới muốn mắng Cố Diệp Thừa nói đều cấp đã quên. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Ninh Ninh, ngươi không cần thế cái kia tiểu tử thúi nói chuyện, ca ca giúp muội muội đối phó người xấu đó là hẳn là. Nhưng có thể đem ngươi một người ném xuống không biết đi đâu, thuyết minh hắn cái này đương ca ca làm vẫn là không xứng chức. Tuy rằng biết Ninh Ninh có rất lớn có thể là vì không cho hắn lo lắng nói như vậy, nhưng đối với lần này Nguyễn Ninh lời trong lời ngoài đều như vậy thân cận cái kia tiểu tử thúi, hơn nữa ngữ khí một chút đều không sợ hãi, Cố Hoa Thịnh vẫn là cảm thấy có điểm kinh ngạc. Từ hắn nhận nuôi Nguyễn Ninh ngày đó bắt đầu, Cố Hoa Thịnh kỳ thật liền vẫn luôn hy vọng hai đứa nhỏ có thể hảo hảo ở chung. Đáng tiếc Ninh Ninh tính cách mềm, nhát gan, Diệp Thừa tính tình không tốt, lại đối hắn cái này phụ thân có thành kiến, chuyện gì đều thích cùng hắn đối nghịch. Ninh Ninh từ lần đầu tiên đi vào trong nhà tới thời điểm, bị hắn như vậy một khi dễ, dẫn tới sau lại mỗi lần gặp mặt đều sợ hắn sợ thật sự. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ cái này làm hai người ở chung như thân huynh muội giống nhau ý tưởng. Cố Hoa Thịnh ở đối đãi cái này dưỡng nữ thời điểm, tổng có thể so sánh thân sinh nhi tử càng nhiều chút kiên nhẫn. Kỳ thật hắn cùng thê tử lúc trước vẫn luôn muốn, chính là một cái giống Nguyễn Ninh giống nhau ngoan ngoãn nữ nhi. Phát hiện sinh chính là nhi tử lúc sau, hai vợ chồng thậm chí còn tính toán tái sinh cái nhị thai, hy vọng có thể có cái tiểu nữ nhi. Đáng tiếc, Cố Hoa Thịnh nhớ tới thê tử ngoài ý muốn bỏ mình còn có từ kia lúc sau nhi tử đối hắn kháng cự, trên người khí thế suy sút không ít, trong lòng không khỏi thở dài. Nguyễn Ninh ở an toàn khu đã nhiều ngày quá còn tính nhẹ nhàng thích ý, có ăn có uống, nghĩ muốn cái gì cũng chỉ yêu cầu thông báo một tiếng sẽ có người đưa lại đây. Hiện giờ an toàn khu nội dị năng giả không nhiều lắm, đại khái cũng liền mấy chục cái. Mà bọn họ này chỉ năm một tiểu đội là có thể có hai cái dị năng giả, cái này phố trí ở hiện tại cái này an toàn khu, cũng là số một số hai tồn tại. Hơn nữa mặt trên lại có người lên tiếng muốn nhiều hơn chiếu cố. Cho nên Nguyễn Ninh gần nhất nhật tử mới có thể quá như vậy nhàn nhã. Đặc biệt là tại ý thức đến dị năng giả đối với đối phó tang thi tầm quan trọng lúc sau, an toàn khu quản lý giả càng là đem dị năng giả nhóm đãi ngộ lại đề cao không ít, dùng để lung lạc nhân tâm. Hiện tại mặt thế mới bùng nổ nửa tháng, lương thực còn không tính thiếu, cho nên cho dù là đãi ở an toàn khu nội người thường, mỗi người mỗi ngày cũng có thể lãnh đến tam đốn miễn phí cơm thực. Tuy nói mỗi người mỗi đốn đều chỉ có một chén đơn giản gạo trắng cháo. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, có thể đãi ở an toàn khu không đói bụng, an toàn còn có bảo đảm, so ở bên ngoài màn trời chiếu đất, còn muốn tùy thời lo lắng tang thi xuất hiện sinh hoạt không biết tốt hơn nhiều ít lần. Nhưng Nguyễn Ninh biết, như vậy nhật tử là liên tục không được bao lâu. Mấy ngày này từ các nơi tới rồi an toàn khu người sống sót càng ngày càng nhiều, mà mỗi ngày đi ra ngoài thu thập vật tư đội ngũ muốn từ bên ngoài mang về tới đồ ăn, lại không có trước kia dễ dàng như vậy. Chờ tới rồi an toàn khu vật tư không đủ thời điểm, liền sẽ không có như vậy nhiều miễn phí đồ ăn cung cấp cho mỗi cá nhân. Đầu tiên là mỗi ngày tam cơm biến hai cơm, sau đó hai cơm biến một cơm, không dùng được bao lâu, liền sẽ biến thành giống trong tiểu thuyết viết như vậy, không chỉ có không có miễn phí đồ ăn cung cấp, người sống sót ngay cả tiến vào an toàn căn cứ đều yêu cầu nộp lên trên nhất định đồ ăn. Ăn, mặc, ở, đi lại cũng toàn bộ muốn chính mình gánh nặng. Càng đến mặt sau, người thường nhật tử sẽ càng khó ngao. Nguyễn Ninh cũng không có dị năng, bất quá nàng so những người khác muốn càng thêm may mắn một chút, nàng còn có một cái không gian ở. Những cái đó lúc trước ở nội thành bắt được vật tư, nàng trên cơ bản cũng chưa như thế nào động, đồ ăn vấn đề nàng dù sao là gần nhất này hơn nửa năm đều không cần phát sầu. Nguyễn Ninh cũng không phải không có nghĩ tới đem nàng cái này không gian ngụy trang thành không gian dị năng. Nói như vậy, nàng ở người khác trong mắt cũng tốt xấu xem như cái dị năng giả. Đi đế đô đường xá xa xôi, liền tính hết thảy thuận lợi, không có mấy tháng cũng là đến không được.
Tiểu đội những người khác hiện tại đối nàng chiếu cố có dai, cũng không để bụng nàng có hay không dị năng, nhưng đại gia không thân không thích, làm nàng vẫn luôn ở trong đội ngũ đương cái ăn cơm trắng người, trong lòng kỳ thật còn rất chột dạ. Không có giá trị ở, ai đều có thể bảo đảm chính mình nhất định sẽ không bị đội ngũ vứt bỏ. Dù sao không gian dị năng giả ở tiến vào lục giai phía trước, đều là không có một chút công kích năng lực. Phải đợi lên tới lục giai mới có thể lực công kích tăng nhiều, địa vị cũng từ một cái hành tẩu nhà kho, lập tức lên tới lực công kích tiền tam danh dị năng. Cho nên nàng liền tính là ngụy trang thành không gian dị năng giả, người khác cũng nhìn không ra tới cái gì. Bởi vì theo nàng biết, trừ bỏ nam chủ Cố Diệp Thừa cái kia khai quải ra hòa ngoại, còn không có người có thể đem không gian dị năng thành công mà lên tới lục giai. Bất quá Nguyễn Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm cái này phương án, nàng càng có khuynh hướng chính mình có thể kích phát ra khác dị năng tới. Ở mặt thế, không gian dị năng giả địa vị vẫn luôn thực xấu hổ, so mặt thế giai đoạn trước thủy hệ dị năng giả từng có mà không kịp. Trừ phi ngươi có một con cố định thả cho nhau tín nhiệm đội ngũ, bằng không mỗi một cái không gian dị năng giả đều sẽ gặp phải một vấn đề, đi theo đội ngũ đi ra ngoài thu thập vật tư, người khác sẽ lo lắng ngươi muội hạ đồ ăn chính mình dùng, mà ngươi lại có khẩu cũng nói không rõ, rốt cuộc trong không gian có cái gì những người khác lại nhìn không tới. Đây cũng là Nguyễn Ninh phía trước tình nguyện vẫn luôn đương cái người thường cũng không muốn ngụy trang thành không gian dị năng giả nguyên nhân nơi. Không gian sự có thể không bại lộ với người trước liền tuyệt đối không bại lộ. Muộn thanh phát đại tài mới là Nguyễn Ninh nhất quán làm việc phong cách. Nàng không có khả năng chính mình cho chính mình tìm phiền toái. Có người địa phương sẽ có giao dịch tồn tại, an toàn khu liền có cái loại nhỏ chợ, nơi đó có không ít người ở làm buôn bán. Hiện tại tang thi trong đầu tinh hạch tác dụng còn không có vài người biết, cho nên ở an toàn khu, nhất phổ biến giao dịch phương thức này đây vật đổi vật, phảng phất trở về tới rồi nguyên thủy thời đại. Lão bản, xin hỏi một chút cái này bán thế nào? Nguyễn Ninh ở một cái quầy hàng bên ngừng lại, trong tay cầm lấy một cái bề ngoài cùng loại với thủy tinh giống nhau đồ vật. Đây là tinh hạch, Nguyễn Ninh bản nhân tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến qua cái này ngoạn ý, nhưng trong tiểu thuyết đem tinh hạch đặc thù miêu tả rành mạch, bởi vậy nàng vẫn là thực dễ dàng liền đem nó từ một đống đồ vật nhận ra tới. Đem cái này gần chỉ có ngón cái đại hình thoi tinh thể đặt ở dưới ánh mặt trời quan sát, là có thể nhìn đến một cái trong suốt sợi tơ ở bên trong nhảy động, thật là xinh đẹp. Quả thực vô pháp tưởng tượng, ở như vậy xấu xí tang thi nó trong óc, thế nhưng sẽ có một cái như vậy xinh đẹp vật thể ở. Này cái tinh hạch người sở hữu là một cái râu ria xồm xoàm trung niên nam nhân, cùng bên cạnh bầy quán những người khác giống nhau, bộ dáng có chút suy sút, nhìn dáng vẻ hiện tại an toàn khu sinh ý không tốt lắm làm. Trung niên nam nhân ở cái này quầy hàng thượng bầy quán cũng có 3 ngày thời gian, bởi vì quầy hàng vị trí hẻo lánh, bán đồ vật cũng không phải cái gì sinh hoạt nhu yếu phẩm. Lại đây quầy hàng dò hỏi người đều không có mấy cái, sinh ý càng là một đơn cũng chưa làm thành. Nếu là lại không đổi một ít đồ ăn trở về, hắn liền ở chỗ này bày quán sở tiêu phí một bao bánh quy quầy hàng tiền đều kiếm không trở lại. Cho nên ở nhìn đến có người dò hỏi giá cả, chẳng sợ người đến là một cái mang khẩu trang mũ, thấy không rõ lắm mặt kỳ quái ra hỏa, hắn cũng phi thường nhiệt tình, thứ này là ta nhi tử ở trên đường nhặt, không đáng giá bao nhiêu tiền. Cho dù rất tưởng kiếm tiền. Nhưng nam nhân cũng không thể trợn tròn mắt nói dối, đem một cái không đáng giá tiền đồ vật nói thành linh đan tiên dược giống nhau. Thứ này xác thật là hắn tiểu nhi tử ở tới an toàn khu trên đường, cảm thấy đẹp từ trên mặt đất nhặt lên tới, hắn cũng chính là lấy lại đây bảy quán thấu cái số, không nghĩ tới thật là có người thích. Muội tử, bằng không ngươi tùy tiện ở quầy hàng thượng mua dạng đồ vật, ta liền đem cái này tặng cho ngươi. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, thời buổi này nhật tử không hảo quá. Nói nữa mỗi lại tiểu cũng là thịt, có thể làm một đơn sinh ý là một đơn. Nguyễn Ninh không nghĩ tới nàng hôm nay vận khí tốt như vậy, hành, vậy cảm ơn lão bản. Nguyễn Ninh bọn họ dọc theo đường đi lại đây cũng giết không ít tang thi, trong đó không thiếu một ít nhất giai tang thi. Chẳng qua nàng không có đã nói với tiểu đội thành viên tiến hóa quá tang thi trong óc có tinh hạch chuyện này, cho nên những cái đó bị bọn họ giết chết tang thi trong óc tinh hạch, cũng đều bị bạo khiển thiên vật mà vứt bỏ ở đường cái thượng. Cho tới nay mới thôi. Nàng một quả tinh hạch cũng chưa nhìn đến quá. Hôm nay may mắn có thể ở cái này chợ thượng gặp được, vẫn là có nhan sắc loại này, Nguyễn Ninh không có không nhặt lậu đạo lý. Bởi vì biết hôm nay muốn đi ra cửa chợ, cho nên nàng cố ý bối cái bao, bất quá bên trong không trang nhiều ít đồ ăn, liền mấy bao mì ăn liền cùng bánh quy. Mặt khác đồ vật đều đặt ở trong không gian, có yêu cầu tùy thời có thể lấy ra. Nguyễn Ninh cuối cùng nhìn chúng một cái phục cổ tay xách dương hành lý. Loại này kiểu dáng tài liệu đặt ở mặt thế trước giá cả ít nhất cũng muốn 1-2 vạn, nhưng ở mặt thế sau,
nàng gần chỉ dùng hai bao mì ăn liền cấp mua lại đây. Đương nhiên, kia một quả màu xanh biển tinh hạch cũng bị Nguyễn Ninh làm tặng kèm phẩm thu vào trong túi. Trung niên nam nhân trong lòng giới vị là một bao mì ăn liền, hắn nguyên bản chỉ là tưởng đem giá cả nói cao điểm, làm người này còn cái giới, sau đó hắn lại thuận thế đáp ứng. Không nghĩ tới người này như vậy sảng khoái, không nói hai lời liền đem đồ ăn cho hắn, một chút trả giá ý tứ đều không có. Trung niên nam nhân vì thế còn cảm thấy có điểm ngượng ngùng, một hai phải lại đưa nàng một chút những thứ khác. Nguyễn Ninh cười cười, cự tuyệt hắn hảo ý, nàng rõ ràng loại này tinh hạch giá trị, nhặt của hời đã là nàng kiếm lời, nếu lại hố cái này lão bản vậy quá không đạo đức. Hôm nay Nguyễn Ninh là một người ra tới, không có những người khác đi theo. An toàn khu nội trị an còn tính không tồi, hơn nữa thường xuyên sẽ có đội ngũ tuần tra, cho nên Thiết Thần nghe nói nàng muốn một cái đi ra ngoài đi dạo thời điểm cũng không có nhiều hơn ngăn trở. Bất quá nàng ở an toàn khu đi dạo một vòng, cũng nên đi trở về. Liền ở Nguyễn Ninh tính toán rời đi quầy hàng hồi biệt thự khi, một cái nhìn đại khái 20 mấy tuổi, ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp tóc quan nữ nhân từ bên cạnh đã đi tới. Tiểu muội muội, ngươi vừa rồi ở cái kia quầy hàng thượng mua đồ vật, có thể bán cho ta sao? Ân, Nguyễn Ninh nghi hoặc mà nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, hỏi, ngươi là nói cái này dương hành lý sao? Nữ nhân lắc lắc đầu, nói, ta tưởng mua ngươi vừa rồi lấy kia viên màu lam thủy tinh. Nếu ngươi chịu bỏ những thứ yêu thích nói, ta nguyện ý ra một bao bánh quy giá cả tới mua nó. Một bao bánh quy, nếu ngay từ đầu Nguyễn Ninh trong lòng chỉ là suy đoán nói, như vậy hiện tại đã 10 có 8 9 có thể xác định, trước mắt cái này so nàng không lớn mấy tuổi nữ nhân chỉ sợ đã biết tinh hạch tác dụng, cho nên mới nguyện ý ra giá cao tới tìm nàng mua trở về. Bằng không, một viên nhìn như hoàn toàn vô dụng, móng tay cái đại, màu lam thủy tinh, cũng chỉ có đồ ăn nhiều không chỗ hoa coi tiền như rác mới có thể bỏ được mua. Bất quá Nguyễn Ninh lại không phải cái loại này không biết nhìn hàng người, đương nhiên sẽ không đem này cái tinh hạch coi như bình thường thủy tinh, dùng một bao bánh quy liền đem tinh hạch cao hứng phấn chấn mà cấp bán đi ra ngoài. Nếu thật muốn tính lên, nàng vì có thể mua được cái này, tốt xấu còn hoa hai bao mì ăn liền được không? Cái này ta chỉ sợ không thể bán cho ngươi, nàng cự tuyệt nói. Nghe được nàng lời nói, một bên Cam Lam nhíu nhíu mày, sau đó thực mau liền khôi phục dường như không có việc gì. Tiếp tục nói, người có phải hay không cảm thấy giá cả không thích hợp. Loại này nhan sắc thủy tinh ta là thật sự thực thích, thành tâm tưởng mua, người nếu là bán cho ta, ta có thể lại cho ngươi thêm một bao bánh quy. Kỳ thật hiện tại lam thủy tinh không đáng giá cái này giá. Nếu người này muốn giả ngu, Nguyễn Ninh cũng nguyện ý bồi nàng diễn đi xuống, người muốn mua nó liền nửa bao, thậm chí nửa khối bánh quy đều không dùng được. Cam Lam cho rằng nàng đây là tâm động, chỉ là cảm thấy giá cả quá cao. Lo lắng cho mình ở chơi nàng, nói, người yên tâm, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong đạo lý ta minh bạch, nếu ta mua liền sẽ không lật lọng. Nguyễn Ninh mang khẩu trang, làm người thấy không rõ lắm trên mặt biểu tình, nhưng là thanh âm mềm mại, nghe đi lên thực thoải mái, vị tiểu thư này, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Con người của ta không có chiếm người tiện nghi thói quen, nói nữa ta cũng thực thích cái này màu lam thủy tinh, này một viên chỉ sợ không thể nhường cho ngươi. Người nếu là thật sự thích thủy tinh, có lẽ có thể ở khác quầy hàng nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được càng tốt đâu. Cam Lam thấy người này không có một chút muốn bán dấu hiệu, tâm sinh ảo não, nếu nàng có thể sớm một chút tới chợ thì tốt rồi. Đáng tiếc chính mình vẫn là đã tới chậm một bước, người này đã đem này cái tinh hạch cấp mua. Này viên tinh hạch đối Cam Lam tới nói thật rất quan trọng. Nhất giai tang thi chung rất ít có thức tỉnh dị năng, cho nên đại đa số tang thi trong óc tinh hạch đều là vô sắc trong suốt. Loại này màu xanh biển tinh hạch cực kỳ hiếm thấy. Nàng là một người băng hệ dị năng giả, nếu có thể được đến này viên màu xanh biển tinh hạch, nàng dị năng liền có thể nâng cao một bước, dùng một lần có thể phóng xuất ra băng chùy số lượng cũng sẽ càng nhiều. Nhưng là này hết thảy đều phải thành lập ở, nàng có thể thuận lợi mà được đến này viên cùng chính mình dị năng tương đối ứng tinh hạch cơ sở thượng mới có thể thực hiện. Cam Lam nguyên tưởng rằng đồ vật thực dễ dàng là có thể mua được tay, chỉ là không nghĩ tới, nàng đều nguyện ý ra hai bao bánh quy. Người này cũng không chịu bán cho nàng. Chẳng lẽ nói, người này cũng biết tinh hạch tác dụng. Cam Lam không cam lòng liền như vậy từ bỏ tốt như vậy tiến giai cơ hội, nghĩ đến này người rất có khả năng biết tinh hạch ý nghĩa nơi, nàng cũng hoàn toàn không hề che lấp đối này viên tinh hạch để ý. Hạ giọng nói, ta biết ngươi là hoa hai bao mì ăn liền mua cái này dương hành lý cùng tinh hạch, ta có thể lại dùng nhiều hai bao mì ăn liền từ ngươi trong tay mua trở về, hơn nữa ta chỉ cần kia một viên tinh hạch. Dương hành lý ta không cần ngươi. Nhiều như vậy, xem ra trước mặt nữ nhân này hẳn là cái băng hệ dị năng giả.
rốt cuộc khác dị năng giả không dùng được này viên màu xanh biển tinh hạch, liền tính biết nó giá trị, cũng sẽ không hoa nhiều như vậy đồ ăn tới mua. Kia muốn hay không bán cho nàng đâu. Kỳ thật Nguyễn Ninh một người bình thường lấy cái này băng hệ tinh hạch cũng không quá lớn tác dụng. Dùng nhất giai tinh hạch đổi 4 bao mì ăn liền, nghe đi lên giống như còn không tồi. Bất quá không đợi Nguyễn Ninh tưởng hảo, liền mặt khác lại có 3 người từ bên cạnh đã đi tới. Nhìn hẳn là bên cạnh nữ nhân kia nhận thức người. Cam Lam tỷ tỷ, ngươi ở cái này địa phương làm gì đâu? Chúng ta ở bên kia tìm ngươi đã lâu đều nhìn đến ngươi. Một cái cột tóc đôi ngựa nữ sinh đi đến trước mặt, nàng phía sau còn đi theo 2 cái tuổi sấp xỉ nam sinh. Lam tỷ, 2 cái nam sinh đi theo hô một câu. Cam Lam ở nhìn thấy này 3 người xuất hiện thời điểm, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia không kiên nhẫn, thậm chí còn không có đối đãi Nguyễn Ninh cái này người xa là thái độ ôn hòa, chẳng qua cái loại này chán ghét cảm nàng che giấu thực hảo, không có biểu lộ ra tới. Nàng ngữ khí nhàn nhạt mà, ta lại đây mua đồ vật. Cam Lam tỷ tỷ, người tới mua cái gì đồ vật nha, có thể cho ta cũng xem một cái sao. Nói, nữ sinh vẻ mặt tò mò mà nhìn về phía trang điểm kỳ quái Nguyễn Ninh. Nếu nói vừa rồi nàng còn có điểm bán đồ vật ý tưởng, hiện tại người một nhiều, Nguyễn Ninh liền hoàn toàn không nghĩ bán. Dù sao nàng lại không thiếu kia mấy bao mì ăn liền, loại này đặc thù tinh hạch cất chứa cũng không có gì chỗ hỏng, nói không chừng nàng về sau còn có thể dùng được với đâu. Hơn nữa đối diện này 2 nữ nhân chi gian không khí quái quái, vừa thấy liền biết không phải cái gì chuyện tốt, nàng mới không đi trộn lẫn đâu. Nguyễn Ninh đè thấp vành nón, thấp giọng nói, xin lỗi, ta còn có việc. Liền đi trước một bước, các ngươi chậm rãi liêu. Cam Lam thấy người này phải rời khỏi, còn tưởng nói điểm cái gì giữ lại, chính là Nguyễn Ninh người tuy rằng lớn lên nhỏ xinh, trên chân tốc độ lại rất mau, hơi không lưu ý người liền nhìn không thấy ảnh, hơn nữa lại có một cái tới quấy rối người tại bên người, nàng cũng không hảo đuổi theo đi, vì thế Cam Lam chỉ có thể từ bỏ, nhìn tinh hạch từ bên người nàng trốn đi. Nguyễn Ninh chạy chậm một đoạn đường, thấy không ai đuổi theo, tốc độ mới chậm lại. Chỗ ở khoảng cách chợ có một khoảng cách, Nguyễn Ninh mới vừa nghỉ ngơi một hơi, tính toán bước nhanh đi trở về đi, đột nhiên có người từ phía sau chụp hạ nàng bả vai, Nguyễn Ninh thiếu chút nữa không dọa nhảy dựng, còn phản xạ có điều kiện mà cho người kia một chân. Nguyễn Ninh muội muội, là ta a. Nghe được bên tai quen thuộc thanh âm, Nguyễn Ninh vừa muốn chạy vội động tác ngừng lại, trong tay trống rỗng xuất hiện dao gọt hoa quả lại nhanh chóng mà thu vào không gian. Xoay người vừa thấy, vừa rồi chụp nàng bả vai người quả nhiên là Lâm Dương. Lâm Dương ca. Nàng có điểm ngượng ngùng mà nhìn hắn màu đen quần thượng dấu chân, hậm hực nói. Lâm Dương vỗ rất cho bụi, nhe răng lặc miệng mà xoa xoa đầu gối, Nguyễn Ninh muội muội, ngươi lần này dùng kính cũng thật đại. Nguyễn Ninh nhấp miệng, thực xin lỗi, không có việc gì không có việc gì, hẳn là trách ta mới đúng, là ta trước làm sợ ngươi. Lâm Dương thấy nàng một bộ áy náy bộ dáng, chạy nhanh nói. Nguyễn Ninh nhìn đến hắn, theo bản năng mà tả hữu nhìn quanh một chút bốn phía, lại không có nhìn đến người kia. Hỏi, ca ca đâu? Hắn cũng tới an toàn khu sao? Ân, chúng ta hôm nay buổi sáng cùng nhau tới an toàn khu, ta vốn đang nghĩ đi tìm ngươi đâu, không nghĩ tới chúng ta như vậy có duyên, lại ở chỗ này gặp được. Lâm Dương cao hứng mà nói, cố ca cùng siêu tử bọn họ 2 người đều đãi ở trong phòng, theo ta một người ra tới. Nguyễn Ninh nhớ tới chính mình rời đi trước còn không có hoàn thành ôm đùi nghiệp lớn, chớp chớp mắt, hướng về phía Lâm Dương mềm mại mà nói, Lâm Dương ca. Ngươi có thể mang ta đi tìm ca ca sao? Ta có điểm tưởng ca ca. Nàng cúi đầu, trong giọng nói để lộ ra một tia ỉ lại. Nguyễn Ninh chính mình đều thiếu chút nữa tin. Lâm Dương ở hắn đã tán thành sắc đẹp trước mặt, có thể nói là không có gì sức chống cự, lại nói Nguyễn Ninh nói ra cũng không phải chuyện khó khăn gì, cho nên muốn cũng không tưởng liền đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Phẩy phẩy, có thể ở chỗ này gặp được Lâm Dương, sau đó còn có thể lại đi tìm nam chủ soát tồn tại cảm. Đây là Nguyễn Ninh hôm nay ra cửa ngoài ý muốn chi hỉ. Có lẽ là nàng cái này cố Diệp thừa tiện nghi muội muội thân phận còn có điểm tác dụng, Nguyễn Ninh phát hiện Lâm Dương đối nàng vẫn là không nhiều ít phòng bị tâm, trên cơ bản nàng từ hắn trong miệng lời nói khách sáo thực dễ dàng liền bộ ra tới. Thông qua hắn, Nguyễn Ninh đã biết không ít ở bọn họ tách ra lúc sau, nam chủ bên kia phát sinh sự tình. Bọn họ này một đường có thể so nàng bên này hung hiểm nhiều, bất quá bởi vì hai bên trên thực lực chênh lệch. Cho nên mới làm người cảm giác nhìn qua giống như không sai biệt lắm bộ dáng. Thấp bé chen chúc phòng ốc, đôi ở bên ngoài các loại lung tung rối loạn đồ vật, có đôi khi người muốn quá thân đều mãi không khai chân, chung quanh ồn ào náo động ầm ĩ, không khí cùng Nguyễn Ninh hiện tại trụ địa phương hoàn toàn bất đồng, giống như thân ở với hai cái thế giới. Không nghĩ tới nam chủ bọn họ trụ địa phương như vậy bình dân.
Nguyễn Ninh đi theo Lâm Dương một đường đi tới, trên đường thượng đến 5 đến 60 tuổi lão nhân, hạ đến 3-4 tuổi hài tử cũng thấy không ít. Còn có người thấy nàng cõng một cái ba lô, hình thể nhỏ gầy dễ khi dễ, cho nên muốn lại đây đoạt đồ vật, nhưng còn không có thực hiện được, đã bị một bên Lâm Dương cấp đánh chạy. Nói thật, nếu không phải Lâm Dương mang nàng lại đây, Nguyễn Ninh đến nay cũng không biết an toàn khu nội còn có như vậy trật tự hỗn loạn địa phương. Nàng phía trước ở chợ thời điểm, đều không có nhìn đến có như vậy trắng trợn táo bạo đoạt đồ vật. Bất quá nàng hôm nay cũng là trước nay đến an toàn khu sau lần đầu tiên ra cửa cũng là được rồi, không biết giống như cũng bình thường. Theo Lâm Dương theo như lời, lão nhược bệnh tàn ở chỗ này đơn độc hành động thực dễ dàng bị khi dễ, này đó tay trói gà không chặt người phần lớn đều là đi theo từ bên ngoài trở về cứu viện đội lại đây. Mà những cái đó nghe được quảng bá tự hành tới rồi an toàn khu người, kỳ thật chủ yếu vẫn là thanh tráng năm tương đối nhiều, hoặc là tổ đội lại đây, còn có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Hiện giờ an toàn khu người sống sót càng ngày càng nhiều, nhân viên an bài bất quá tới, mọi người vấn đề chỗ ở cũng liền thành một cái vấn đề lớn. Từ bên ngoài tiến vào người cũng không có miễn phí phòng ở, yêu cầu tiêu phí nhất định vật tư mới có thể ở an toàn khu có một cái tạm thời sống ở chỗ. Bất đồng địa phương giá cả tự nhiên cũng liền không giống nhau, môi trường ở trọ, tới gần an toàn khu bên ngoài xa gần từ từ, này đó đều là tạo thành giới vị bất đồng nhân tố chi nhất. Nam chủ bọn họ chủ cái này địa phương phí dụng thực tiện nghi, một phòng, chỉ cần một cái nắm tay đại bánh mì liền có thể ở chỗ này trụ thượng một tuần. Bất quá cũng có luyến tiếc tiêu tốn này một cái bánh mì người, liền ở phòng ốc bên cạnh chính mình tùy tiện đáp cái giản dị lều lều trải. Dù sao nơi này ngư long hỗn tạp, người nào đều có. Nguyễn Ninh nghe xong còn hơi hơi giật mình một chút, nàng mấy ngày nay vẫn luôn đều đãi ở biệt thự, có lẽ là bị người bảo hộ đến thật tốt quá đi, trừ bỏ cảm thấy ăn đồ vật không có mặt thế trước như vậy hảo bên ngoài, mặt khác sinh hoạt phương diện thật đúng là không cảm giác được cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá Lâm Dương nói này đó tình huống, Nguyễn Ninh cũng ở trong tiểu thuyết nhìn đến quá. Chỉ là nàng còn tưởng rằng loại tình huống này xuất hiện, hẳn là còn muốn lại hướng phía sau chậm lại cái nửa tháng một tháng. Rốt cuộc hiện giờ an toàn khu không còn không có đoạn rớt cho đại gia cung cấp miễn phí cháo, thế nào nhật tử cũng sẽ không quá như thế khẩn trương. Những người khác Nguyễn Ninh không hiểu biết, nhưng nàng nhưng không cho rằng nam chủ hắn sẽ khuyết thiếu vật tư, như thế nào cũng sẽ ở nơi này. Đương nàng thử hỏi khởi vấn đề này thời điểm, Lâm Dương một bộ không sao cả bộ dáng, chúng ta ở an toàn khu ngốc không được mấy ngày, thực mau liền phải xuất phát đi thành phố B, ở nơi nào không phải trụ. Cái này địa phương cho đồ ăn là có thể trụ cũng phương tiện, nói nữa, chúng ta ở nội thành thời điểm, mới vừa giết qua tang thi phòng ở đều làm theo có thể ở lại, nơi này trừ bỏ hoàn cảnh rối loạn điểm, cũng không tính cái gì. Hảo đi, Nguyễn Ninh xác thật là không nghĩ tới cái này. Bởi vì nàng bản nhân là thuộc về thân kiều thể nhược cái loại này, kiều khí tiểu mao bệnh một đống lớn, tưởng nàng lần đầu tiên ở trạm xăng dầu ăn ngủ ngoài trời thời điểm, đều có thể mất ngủ đến quá nửa đêm, như thế nào đều ngủ không tốt. Không điều kiện còn chưa tính, nếu nàng có thể có năng lực trụ hảo địa phương, khẳng định sẽ không đi làm chính mình chịu khổ, như vậy thân thể quá bị tội. Nam chủ bọn họ ở tại lầu 5, cũng chính là căn nhà này cao nhất lâu. Đại khái là vì không cho những người khác quấy rầy, đối diện hai gian nhà ở toàn bộ đều bị bọn họ cấp thuê xuống dưới. Lâm Dương gõ vang lên bên tay phải kia đạo môn, qua không bao lâu, Giang Cảnh Siêu từ bên trong mở ra môn. Đương hắn nhìn đến đứng ở Lâm Dương phía sau thiếu nữ thời điểm, sửng sốt một chút, hỏi, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Dương hì hì cười, vừa vặn ở trở về trên đường gặp Nguyễn Ninh muội muội. Nàng nói muốn thấy Cố ca, cho nên ta liền đem người cấp mang theo trở về. Giang Cảnh Siêu cùng Lâm Dương hai người đều là cùng Cố Diệp Thừa từ nhỏ chơi đến đại huynh đệ, quan hệ phi thường hảo, tính đến là trọng sinh sau nam chủ, số lượng không nhiều lắm tương đối tín nhiệm người. Nguyễn Ninh nếu muốn đi ôm nam chủ đùi, đối với ở hắn người bên cạnh, cũng không thể đem quan hệ xử lý quá kém. Cho nên nhìn đến hắn, Nguyễn Ninh rất có lễ phép mà cùng người này chào hỏi. Giang Cảnh Siêu cũng không nói cái gì nữa, chỉ là đem vào cửa vị trí cấp làm ra tới. Phòng ở từ bên ngoài nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng bên trong lại sạch sẽ ngăn nắp thực. Mà cái kia giờ phút này ngồi ở trong phòng khách, ăn mặc một thân màu đen hưu nhàn trang nam nhân, vô luận như thế nào đều làm người bỏ qua không được. Ca ca, Nguyễn Ninh hô một tiếng. Đồng thời trộm mà liếc liếc mắt một cái nam chủ, lúc này trong lòng mới có một chút thấp thỏm. Cũng không biết nàng lần này làm Lâm Dương đem nàng mang lại đây, nam chủ có thể hay không sinh khí. Trong tiểu thuyết viết quá, Cố Diệp Thừa là một cái lãnh địa ý thức rất mạnh người.
Kỳ thật nếu không phải lo lắng nam chủ ở nàng không biết dưới tình huống rời đi an toàn khu, nàng cũng sẽ không một khắc đều chờ không được, liền xúc động mà chạy tới. Ninh Ninh như thế nào tới? Cố Diệp thừa môi sắc thực đảm, nhìn đến nàng đột nhiên xuất hiện ở cái này địa phương, môi mỏng gợi lên một tia độ cung, đáy mắt không có gì biến hóa. Có lẽ là nam chủ tâm tư khó dò, lại có lẽ là thật sự không thèm để ý, dù sao Nguyễn Ninh là tạm thời không thấy ra tới, nam chủ có cái gì tức giận dấu hiệu. Đương nhiên, chờ mong cùng hoan nghênh kia cũng là hoàn toàn không có khả năng. Điểm này tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có, nhưng nếu nhìn không ra tới, Nguyễn Ninh liền rất lạc quan mà đem này trở thành nam chủ đối nàng xuất hiện cũng không phản cảm biểu hiện. Ân, có thể không phản cảm cũng đã thực không tồi, Nguyễn Ninh tự mình an ủi nói. Thuyết Minh Ly cuối cùng mục tiêu lại càng gần một bước. Ta tưởng ca ca, nói xong, Nguyễn Ninh trên mặt cảm giác có điểm ngượng ngùng, thẹn thùng mà nhấp miệng cười cười. Cố Diệp thừa làm như bị nàng lời nói cấp sung sướng tới rồi, xoang mũi trung phát ra một tiếng khí âm, cười khẽ một chút, hướng tới Nguyễn Ninh vẫy vẫy tay, lại đây làm ca ca nhìn xem. Bộ dáng này cảm giác như thế nào như là ở chiêu nhà mình sủng vật qua đi đâu. Tuy rằng trong lòng tại như vậy nói thầm, nhưng Nguyễn Ninh vẫn là nghe lời nói lại gần qua đi, một đôi mắt hạnh mắt trông mong mà nhìn hắn. Khẩu trang ở còn không có vào cửa thời điểm nàng liền cấp hái được xuống dưới, lộ ra một trương trắng nõn như ngọc khuôn mặt, sạch sẽ mặt mày, thanh triệt đôi mắt, một chút cũng không giống một cái ở mặt thế phong trần mệt mỏi sinh tồn hơn phân nửa tháng người. Thấy vậy, Cố Diệp thừa khóe môi tươi cười độ cung càng sâu, xem ra Ninh Ninh mấy ngày nay quá không tồi, nói như vậy, ca ca cũng cứ yên tâm đem ngươi giao cho bọn họ. Có thể nhìn ra tới hắn kia thân cha đối nàng xác thật thực để bụng, cơ hồ là đem sở hữu có thể chiếu cố đến địa phương đều cho nàng an bài hảo. Mới có thể làm người này ở mặt thế lúc sau, như cũng có thể vẫn duy trì như vậy một bộ ngây thơ hồn nhiên, không thông thế sự bộ dáng. Thật không biết, nếu có một ngày, đương hiện thực sở hữu hắc ám cùng tàn nhẫn đều đột nhiên bại lộ ở người này trước mặt là lúc, nàng hay không còn có thể cười đến giống hiện tại giống nhau sán lạn thoải mái. Nói vậy này chỉ ở vào tháp ngà voi thỏ con sẽ bị lập tức sợ tới mức kinh hồn thất phách hoang mang lo sợ đi. Cố Diệp thừa không chút để ý mà nghĩ, mặt mày tàn mạn, làm người nhìn không ra tới cảm xúc. Bất quá giác quan thứ sáu mãnh liệt Nguyễn Ninh vẫn là mặc danh cảm giác được một tia nguy hiểm cùng ác ý, trong lòng bỗng chốc rung động một chút, trên mặt lại duy trì một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, nói tiết đội trưởng bọn họ đều đối ta thực hảo, vẫn luôn thực chiếu cố ta. Bất quá ta còn là càng muốn cùng ca ca đãi ở bên nhau. Cuối cùng, giọng nói của nàng dầu dĩ mà bổ sung một câu. Cố Diệp thừa ánh mắt hơi lóe, không có nói thêm nữa cái gì, kế tiếp hai người đều đang nói một ít không quan hệ đau khổ đề tài. Nhưng mà, Nguyễn Ninh như vậy cố sức phối hợp, vẫn là không có thể ở chỗ này dừng lại bao lâu thời gian, thực mau đã bị nam chủ hạ lệnh trục khách. Thời gian không còn sớm, ngươi đang ở nơi nào, ta làm Lâm Dương lại đưa ngươi trở về. Cố Diệp thừa thái độ ôn hòa mà nói. Đừng nhìn hiện tại nam chủ cùng nàng quan hệ nhìn giống như còn chắp vá, nhưng Nguyễn Ninh trong lòng rõ ràng thật sự, đây là ở duy trì một loại mặt ngoài thân tình. Nam chủ đối nàng kỳ thật căn bản không có gì cảm tình. Nàng hiện tại ở nam chủ trong lòng chính là một cái có thể không tồn tại, lưu không dưới một tia dấu vết, còn không thắng nổi những cái đó ở kiếp trước tính kế qua hắn kẻ thù có tồn tại cảm. Hôm nay nàng đi rồi, về sau muốn lại qua đây liền khó khăn. Không, không đúng. Phải nói là về sau bọn họ hai cái muốn lại muốn gặp mặt đều khó khăn. Nguyễn Ninh không nghĩ làm hôm nay liền như vậy đến không, nhưng trước mắt người này, hắn tâm quá xa xôi không thể với tới, nhìn không tới sờ không được, nàng trừ bỏ làm điểm không đau không ngứa việc nhỏ ngoại, một chút hiệu quả đều không có. Tính, tẫn nhân sự nghe thiên mệnh đi, đùi vàng có thể bế lên liền ôm, ôm không thượng. Nàng cũng chỉ có thể từ bỏ, nam chủ nơi này ngạch cửa quá cao, có loại như thế nào cũng trèo cao không nổi cảm giác. Cố ca, người cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Nguyễn Ninh muội muội an toàn đưa trở về. Lâm Dương đối với đưa tiểu mỹ nhân trở về chuyện này đương nhiên không có gì ý kiến, bọn họ chủ cái này địa phương loạn thực, liền tính không có cố ca phân phó hắn cũng sẽ đem người đưa trở về. Ở Nguyễn Ninh mau cùng Lâm Dương đi tới cửa thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại xoay người chạy chậm tới rồi Cố Diệp thừa trước mặt, hơi ngửa đầu, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn về phía hắn, mềm ấm tiếng nói nghe đi lên rất là vô hại. Ca ca, ngày mai ta còn có thể tới tìm ngươi sao? Đi phía trước hẹn trước một chút hành trình lại nói. Chẳng qua từ nam chủ phía trước cự tuyệt nàng thái độ tới xem, lần này cũng 10 có 8 9 sẽ dùng lời nói tới có lệ nàng. Cố Diệp thừa không nặng không nhẹ mà cọ sát ngón tay, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ nhìn một hồi lâu,
sau đó mới nói, ngày mai sớm một chút lại đây. Ân, Nguyễn Ninh mắt lộ mê mang, không quá nghe rõ lời hắn nói. Cố Diệp Thừa nhạt nhẽo giữa mày hiện ra một mạt ý cười, duỗi tay sờ sờ nàng mềm mại đầu tóc, nói, hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai mang ngươi đi sát tang thi. Cái gì, sát tang thi, hẳn là không phải là nàng tưởng như vậy đi. Nguyễn Ninh nghĩ tới nào đó khả năng tính, thân thể cương ở tại chỗ, tâm tức khắc lạnh một nửa. Xin hỏi, nàng vừa rồi lời nói hiện tại thu hồi còn kịp sao? Nàng gần nhất hẳn là không có gì địa phương đắc tội quá nam chủ đi. Nam chủ chỉ có ở đối đãi những cái đó đắc tội quá người của hắn thời điểm, này lòng dạ hiểm độc thuộc tính mới có thể hiển lộ ra tới. Dựa theo bình thường tư duy phương thức, ở nàng vừa rồi hỏi rõ thiên có thể hay không lại đến tìm hắn thời điểm, hắn hẳn là sẽ tùy tiện tìm cái lý do có lệ nàng mới đúng, bằng không trực tiếp cự tuyệt cũng là có thể. Chính là vì cái gì muốn cho nàng ngày mai sớm một chút tới, còn muốn mang nàng đi sát tang thi. Này cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Nếu là nàng cùng hắn quan hệ thực hảo còn chưa tính, còn có thể nói là có cái gì khác lý do, nhưng lấy bọn họ hiện tại loại này plastic huynh muội tình tới xem, lúc này hắn mang nàng đi sát tang thi, như thế nào đều có loại không có hảo ý cảm giác ở. Tưởng tượng đến ngày mai sẽ có huyết tinh trường hợp, Nguyễn Tiểu Đáng Thương Ninh liền nhịn không được bắt đầu run bần bật, cố tình nam chủ hiện tại còn cười đến như vậy khiếp người, làm nàng không dám minh cự tuyệt. Cố Diệp Thừa ôm khởi bên cạnh áo khoác, tự mình đưa Nguyễn Ninh đi xuống lầu, từ Lâm Dương nơi đó tiếp nhận đưa Nguyễn Ninh trở về sai sự. Nếu đổi thành không có nói câu kia mang nàng đi sát tang thi nói phía trước, có thể cùng nam chủ có như vậy một cái đơn độc ở chung soát hảo cảm độ cơ hội, Nguyễn Ninh khẳng định cao hứng đến không được. Nhưng là hiện tại, chỉ cần tưởng tượng đến ngày mai khả năng sẽ phát sinh sự tình, nàng liền cảm giác ra đầu tê dại, cả người đều không tốt lắm, chỉ nghĩ chạy nhanh rời xa bên người này. Mà thế bùng nổ lúc sau, thành phố S thời tiết liền bắt đầu trở nên thay đổi thất thường, thiên cũng hắc càng ngày càng sớm. Hiện tại là buổi chiều 4 giờ rưỡi, an toàn khu nội vẫn là ban ngày, chính là không dùng được nửa giờ, hiện tại còn lên đỉnh đầu Thượng Thái Dương, liền sẽ hoàn toàn rơi xuống đi, hơn nữa một chút dấu hiệu đều không có. Ca ca, ngày mai chúng ta nhất định phải đi sao? Nguyễn Ninh nhỏ giọng mở miệng nói, nghe đi lên khí thế thực nhược, nếu thanh âm lại tiểu một chút, nói không chừng ngay cả nàng chính mình cũng đều nghe không rõ. Như thế nào, Ninh Ninh không muốn cùng ca ca cùng đi? Cố Diệp Thừa nhìn nàng, thâm thúy đôi mắt trầm trầm, ngữ khí không rõ. Nguyễn Ninh tâm tư nhạy bén, lập tức liền nghe ra tới hắn trong giọng nói nguy hiểm, vốn dĩ liền lung lay sắp đổ ý tưởng hiện tại liền càng không dám nói ra khẩu. Hiện tại lúc này, nàng nơi nào còn dám cự tuyệt vị này đại lão, chỉ có thể vội vàng lắc đầu, nói, không có, không có, ta không có không muốn cùng ca ca cùng nhau, ta chính là có điểm sợ những cái đó tang thi. Hảo đi, nàng thừa nhận nàng túng còn không được sao. Có thể hay không buông tha nàng, tang thi là thật sự lớn lên thật đáng sợ QAQ. Nàng chẳng lẽ thật sự muốn lưu lạc đến cầm côn sắt đi đánh bạo tang thi đầu nông nỗi? Chính là nàng này phó tiểu thân thể tiểu sức lực, cũng đánh không bạo tang thi đầu A. Nguyễn Ninh biết, chỉ cần còn thân ở mặt thế chung, nàng liền một ngày nào đó gặp mặt Lâm cái này, nhưng nàng này hơn phân nửa tháng bị bảo hộ đến thật tốt quá, hiện giờ đột nhiên liền phải cùng tang thi đi cận chiến đấu, thật sự đối nàng tới nói là cái đại khiêu chiến. Nguyễn Ninh vô pháp bảo đảm chính mình ngày mai ở nhìn đến những cái đó óc vỡ toang, tàn chi đoạn tí khắp nơi phi trường hợp lúc sau có thể hay không chân mềm. Nếu là biểu hiện đến quá túng, đại khái là sẽ bị người ghét bỏ đi. Không cần sợ, ngày mai ta sẽ bồi ngươi. Cố Diệp Thừa mỉm cười nói. Nguyễn Ninh, chính là bởi vì có ngươi ở mới càng làm cho người sợ hãi. Được không? Nguyễn Ninh không cấm nghĩ đến, nam chủ nên không phải là thật sự đối nàng cái này tiểu kéo chân sau cảm giác được phiền chán, tính toán ở an toàn khu ngoại tùy tiện tìm một chỗ ngay tại chỗ giải quyết rớt nàng. Đúng không? Không thể nào. Nàng gần nhất rõ ràng biểu hiện thật sự ngoan nha. Nguyễn Ninh càng nghĩ càng cảm thấy chính mình mạng nhỏ nguy ngập nguy cơ. Thiếu nữ sở hữu sợ hãi cùng kháng cự đều biểu hiện ở trên mặt, hiện tại cả người héo nhi bẹp, nhìn qua không có gì tinh thần. Thật như vậy sợ hãi. Cố Diệp Thừa híp mắt, nói, nếu như vậy, ngày mai ngươi vẫn là đãi ở an toàn khu, không cần đi theo đi. Nếu Ninh Ninh đã chịu kinh hách, xảy ra chuyện, ca ca cũng là sẽ thực đau lòng. Đau lòng ngươi cái đại đầu quỷ. Người cái này phúc hắc gia hỏa. Tuy rằng những lời này nghe hình như là ở vì nàng suy nghĩ, nhưng nàng nếu là thật sự tin hắn nói, hơn nữa đáp ứng rồi xuống dưới, về sau nhật tử khẳng định so đi theo đi càng làm cho nàng khó chịu. Điểm này Nguyễn Ninh một chút cũng không nghi ngờ. Quả nhiên,
nàng vẫn là quá tuổi trẻ quá ngây thơ rồi. Trong tiểu thuyết miêu tả về nam chủ nội bộ tất cả đều là hắc, tuyệt đối tất cả đều là thật sự. Chỉ là Nguyễn Ninh không biết chính mình đến tột cùng phương diện kia rước lấy nam chủ lăn lộn nàng hứng thú. Đại lão người nói cho ta, ta sửa còn không được sao. Bất luận Nguyễn Ninh trong lòng có bao nhiêu không muốn đi, nàng cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, ca ca đi đâu ta liền đi đâu. Nguyễn Ninh trên mặt biểu tình muốn nhiều chân thành có bao nhiêu chân thành. Cố Diệp Thừa nhìn chằm chằm trước mắt cái này chỉ tới hắn bả vai chỗ thiếu nữ nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi hơi cong lên, đáy mắt lạnh lẽo cũng ít một chút. Một bên Nguyễn Ninh tắc tâm tình rất là trầm trọng, dọc theo đường đi đều nghĩ đến hẳn là như thế nào ứng phó quá ngày mai, ngay cả thiếu chút nữa dẫm không cũng chưa cảm giác được. Tiểu tâm một chút, cũng may Cố Diệp Thừa tay mắt lanh lẹ, duỗi tay kéo lại Nguyễn Ninh, mới tránh cho nàng từ đài thượng ngã xuống. Nguyễn Ninh sợ bóng sợ gió một hồi, cũng lập tức phục hồi tinh thần lại. Nếu sự tình đã không thể thay đổi, như vậy cũng chỉ có thể đón khó mà lên. Ca ca, ta đến địa phương. Nàng nhìn quanh thân quen thuộc cảnh vật, nói. Sáng mai ta lại đây tiếp ngươi. Cố Diệp Thừa vừa định thuận tay sờ một phen thiếu nữ nhu thuận sợi tóc, nhíu nhíu mày, lại dường như không có việc gì mà thu trở về. Này cũng không phải là một cái gì hảo thói quen. Nguyễn Ninh không có nhận thấy được hắn động tác, thần sắc im im mà ứng hạ, sau đó vẻ mặt rối rắm mà đi vào biệt thự. Hôm sau, Nguyễn Ninh có thể nói là đem chính mình bọc đến kín mít, mới từ trong phòng đi ra, đồng thời còn không quên mang lên nam chủ lần trước cho nàng thương. Từ phòng cửa đến biệt thự cửa một đoạn này lộ, Lăng Sinh Sinh bị nàng não bổ ra muốn đi quang vinh chịu chết cảm giác. Ngay cả ở biệt thự lầu một gặp được nàng Lý Báo, đều khó tránh khỏi hỏi nhiều một câu, Nguyễn Tiểu Thư, người có phải hay không gặp được cái gì việc khó? Bằng không sắc mặt thấy thế nào đi lên khó coi như vậy? Nguyễn Ninh một lời khó nói hết. Hỏi, Lý đại ca, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề, tang thi, nó rất khó sát sao? Lý Báo còn tưởng rằng là cái gì, nghe được nàng vấn đề sau, kinh ngạc nhìn Nguyễn Ninh liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này. Tuổi này không lớn thiếu nữ tuy rằng nhìn nhu nhu nhược nhược, một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, nhưng ở hắn xem ra, đã so rất nhiều cùng nàng cùng tuổi nữ hài tử muốn bình tĩnh rất nhiều, ít nhất nàng ở gặp được nguy hiểm tình huống thời điểm chưa từng có đại xảo đại nháo khóc lớn quá. Ngay cả oán giận đều chưa từng có quá, vẫn luôn an an tính tính mà đãi tại chỗ, nghe theo đội ngũ an bài, cũng chưa bao giờ cho bọn hắn thêm bất luận cái gì phiền toái. Cho nên chẳng sợ bọn họ vẫn luôn yêu cầu bảo hộ nàng, Lý Báo cũng trước nay không cảm thấy có cái gì bất mãn cùng phiền chán. Kỳ thật chỉ cần ngươi dùng đúng rồi phương pháp, sát tang thi cũng không phải một kiện rất khó sự tình, Lý Báo cùng nàng nói, còn kiên nhẫn mà nói cho nàng hẳn là đánh tang thi này đó bộ vị hiệu quả càng tốt. Chờ Nguyễn Ninh chậm gì gì mà đi đến biệt thự cửa thời điểm, quả nhiên ở cách đó không xa thấy được một người cao lớn cao dài quen thuộc thân ảnh. Nàng lúc này mới nhanh hơn tốc độ, chạy chậm đi qua, ca ca, ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Ta cũng là vừa đến, Cố Diệp Thừa trầm giọng nói. Hôm nay Nguyễn Ninh ra cửa thời điểm không có chụp mũ, tóc đều hợp lại ở cùng nhau, ở phía sau đầu chỗ chắt thành một cái viên đầu, ngay cả khẩu trang cũng che không được nàng cặp kia xinh đẹp đôi mắt. Dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Cố Diệp Thừa cũng phát hiện một sự kiện, ở mỗi lần người nhiều thời điểm, trước mặt người này đều sẽ theo bản năng mà mang lên khẩu trang ngăn trở chính mình dung mạo. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, thiếu nữ bộ dạng xác thật cũng đủ nhận người, cũng xác thật dễ dàng đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Bất quá nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng này, không biết vì cái gì, Cố Diệp Thừa có loại tưởng từ trong không gian lấy đỉnh đầu mũ ra tới, khấu ở nàng trên đầu xúc động. An toàn khu cửa, Lâm Dương cùng Giang Cảnh Siêu đã sớm đã đợi ở nơi đó, hai người đều chú ý tới đi ở Cố Diệp Thừa bên người Nguyễn Ninh. Giang Cảnh Siêu trầm mặc ít lời không yêu nhiều lời lời nói, Lâm Dương còn lại là có cái gì liền trực tiếp hỏi ra tới, Cố ca, chúng ta thật sự muốn mang Nguyễn Ninh muội muội cùng đi sát tang thi sao? Tiểu mỹ nhân như vậy yếu đuối mong manh, vạn nhất bị dọa làm sao bây giờ? Lâm Dương ngày hôm qua thời điểm còn tưởng rằng Cố ca nói câu nói kia là ở nói giỡn. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thật sự đem người cấp mang theo lại đây. Cố Diệp Thừa mở ra ghế sau cửa xe, ngữ khí nhàn nhạt, bằng không ngươi cảm thấy đâu. Ta như là cái loại này sẽ nói giỡn người sao? Ta kỳ thật thật đúng là tình nguyện ngươi lần này chỉ là ở nói giỡn. Nguyễn Ninh yên lặng phun tào, sau đó ở nam chủ ánh mắt ý bảo hạ, từ hắn mở ra cửa xe bên kia ngồi xuống. Bọn họ lần này cần đi địa phương tang thi cũng không thiếu, Lâm Dương há miệng thở dốc, nhưng nhìn đến Cố ca lúc này thần sắc. Cũng không biết nên nói chút cái gì. Cũng không phải hắn nguyện ý nghĩ nhiều,
chỉ là liên tưởng một chút Cố Ca trước kia đối đãi tiểu mỹ nhân thái độ, khó tránh khỏi dễ dàng tưởng thành Cố Ca lần này mang nàng qua đi, không phải ở nghẹn cái gì ý đồ xấu. Từ mặt thế bùng nổ sau, Lâm Dương liền ẩn ẩn cảm giác được, Cố Ca tại hành vi xử sự thượng cùng dĩ vãng có rất lớn biến hóa, trở nên ngay cả hắn cùng Siêu Tử đều có điểm xem không rõ. Nhưng Lâm Dương trước sau tin tưởng vô luận Cố Ca như thế nào biến, hắn đều sẽ không thương tổn hắn cùng Siêu Tử, Cố Ca cũng vĩnh viễn đều là bọn họ Cố Ca. Bất quá Lâm Dương cũng là thiệt tình cảm thấy Nguyễn Ninh muội muội người khá tốt, không nghĩ làm Cố Ca đem cùng Cố Tổng chi gian mâu thuẫn, giận chó đánh mèo đến tiểu mỹ nhân trên người. Xe khai đại khái hơn một giờ, cuối cùng ngừng ở một chỗ nhà xưởng phụ cận. Nhà xưởng không phải rất lớn, trung đẳng quy mô, nhưng loại địa phương này công nhân cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Mặt thế bùng nổ lúc sau, nơi này liền hoàn toàn hoang phế xuống dưới, phóng nhãn nhìn lại, tạm thời nhìn không tới cái gì vật còn sống tung tích, chỉ có top 5 top 3 tang thi còn ở nơi này tới lui. Cố Diệp Thừa trước hết xuống xe, Nguyễn Ninh do dự một chút, cũng đi theo nam chủ phía sau đi xuống tới. Có lẽ là nghe thấy được người sống khí vị, chung quanh tang thi đều hướng bên này dựa lại đây. Nguyễn Ninh sợ chính mình tụt lại phía sau bị tang thi cấp bắt lấy, thân thể chạy nhanh hướng nam chủ bên kia xê dịch, còn thuận thế khẽ mị mị mà kéo lại bên người người góc áo. Đang ở quan sát đến quanh thân tình huống Cố Diệp Thừa đột nhiên cảm giác được một cổ sức kéo, dư quang hướng nàng bên kia nhìn thoáng qua, khóe môi gợi lên, dưới chân tốc độ thả chậm không ít. Từ nhà xưởng các nơi lại đây tang thi càng ngày càng nhiều, Nguyễn Ninh đại khái đếm một chút, có thể thấy, đại khái liền có hơn 20 chỉ. Nàng nuốt nuốt nước miếng, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, trong tay thương cầm thật chặt. Mà vẫn luôn chú ý Nguyễn Ninh Cố Diệp Thừa, thấy nàng như vậy một bộ quá căng thẳng bộ dáng, không khỏi buồn cười cười một tiếng. Ninh Ninh, sẽ nổ súng sao? Hắn hỏi, ca ca, ta sẽ không, nàng trong lòng run sợ mà nói. Nghiêm khắc tới nói, nàng là sẽ, nhưng nguyên chủ sẽ không. Bất quá nam chủ cùng nguyên chủ phía trước quanh năm suốt tháng đều thấy không thượng một hồi, càng không thể đi tìm hiểu nàng. Nguyễn Ninh ở những người khác trước mặt cũng chưa từng có sự quá thương, ai cũng không biết nàng sẽ cái này. Nguyễn Ninh sở dĩ nói sẽ không nổ súng, trừ bỏ nguyên chủ sẽ không cái này kỹ năng bên ngoài, càng có rất nhiều còn ôm một loại, nếu là cái dạng này lời nói, nam chủ nên sẽ không bức nàng đi sát tang thi đi, ý tưởng. Nhưng mà không đợi nàng nghĩ nhiều, giây tiếp theo, một cái mát lạnh, xa lạ hương vị đột nhiên vây quanh nàng. Có người từ phía sau ôm lấy nàng, đôi tay nắm chặt nàng cầm đoạt tay. Mở ra chốt bảo hiểm, nhắm chuẩn gần nhất một cái tang thi, động tác liền mạch lưu loát. Hai người khoảng cách thân cận quá, động tác cũng quá mức thân mật, còn không có biết rõ ràng đã xảy ra gì đó Nguyễn Ninh sững sờ ở tại chỗ. Lực chú ý tập trung, đừng làm việc riêng, chú ý xem ta là như thế nào làm, tìm xem cảm giác. Nam nhân ấm áp hơi thở phun ở nàng vành tai phụ cận, mang theo một tia dính nhấp mà kỳ quái cảm giác. Kỳ thật lỗ tai cái này địa phương vẫn luôn là Nguyễn Ninh thân thể mẫn cảm điểm. Trước kia liền có bằng hữu nói dẫn hướng nàng lỗ tai thổi một hơi, sau đó lúc ấy, nàng một khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Không nghĩ tới thân thể này cũng là như thế này. Phía sau người động tác còn không có đình, bất quá cũng may hắn không có lại ở nàng bên tai nói chuyện, Nguyễn Ninh hỗn độn hơi thở lúc này mới thoáng bình phục một chút. Theo hai người ngón tay vừa động, nhanh chóng khấu hạ cò súng, vài viên viên đạn từ thương bắn xuất ra, phân biệt đánh trúng tang thi hai cái đùi, còn có thân thể các nơi xương sống cùng thần kinh tương liên địa phương. Làm tang thi hành động năng lực chịu trở, như vậy một phen lưu sướng thao tác xuống dưới, cuối cùng một viên đạn tắc trực tiếp đánh vào tang thi đỉnh đầu, xỏ xuyên qua quá nó đầu, một phát đạn bắn vỡ đầu. Tang thi ngã xuống trên mặt đất, nam chủ liên tiếp nổ súng động tác thật sự là quá nhanh, thẳng đến tang thi ngã xuống đất thời điểm, Nguyễn Ninh mới phản ứng lại đây, đã kết thúc. Cây súng này trải qua cải trang, nàng loại này sức lực không lớn nữ sinh tới dùng, cũng sẽ không cho thủ đoạn mang đến quá lớn phụ tải cảm. Lại còn có trang bị ống giảm thanh, thanh âm so trong tưởng tượng muốn tiểu. Lấy nàng loại này nghiệp sư nhân sĩ ánh mắt tới xem, đều biết này tuyệt đối là một phen hảo thương. Không nghĩ tới nam chủ thế nhưng sẽ bỏ được đem như vậy thứ tốt cho nàng. Nguyễn Ninh ngơ ngác mà thầm nghĩ, Ninh Ninh hiện tại học xong không có. Cố Diệp Thừa ở trong ngực người bên tai nhẹ giọng cười một chút, tâm tình sung sướng, khóe môi gợi lên một tia rõ ràng độ cung. Nguyễn Ninh đối với loại này cùng người xa lạ gần người tiếp xúc thực không thích ứng. Đặc biệt là hiện tại nam chủ còn lại bắt đầu hướng nàng bên lỗ tai thổi khí. Nàng kia vừa rồi thật vất vả vững vàng một chút hơi thở, lúc này lại rối loạn. Học xong, Nguyễn Ninh vội vàng nói. Nàng sợ nàng nếu nói không học được lúc sau, người này lại muốn lại tay cầm tay lại dạy nàng một lần,
cái loại cảm giác này quá kỳ quái, cho nên chỉ có thể chạy nhanh gật đầu. Cố Diệp Thừa đứng ở Nguyễn Ninh phía sau, nhướng mày nhìn nàng một cái, cũng không nói thêm nữa cái gì, buông ra tay, đem kia khẩu súng sử dụng quyền hoàn toàn giao cho nàng. Phía sau thuộc về người nào đó hơi thở rời xa, Nguyễn Ninh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia chỉ tang thi thấy được không có, hiện tại mục tiêu của ngươi chính là nó. Cố Diệp Thừa đứng ở một bên, nhanh chóng đem đi theo lại đây mặt khác hai chỉ tang thi cấp giải quyết rớt, cố ý chỉ bỏ vào tới một con tang thi. Nguyễn Ninh tập trung lực chú ý, nhìn về phía nam chủ theo như lời tang thi. Này chỉ tang thi mặt hẳn là phía trước bị trọng vật tạp quá, nửa bên mặt da thịt cũng chưa, chỉ còn lại có trống rỗng một cái đầu khung xương ở nơi đó, một nửa kia cũng da chóc thịt bong, thấy không rõ lắm nguyên lai bộ dáng. Bởi vì tang thi ly nàng chạm vị trí còn có một khoảng cách, cho nên Nguyễn Ninh còn có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần, chuyên tâm mà đi nhắm chuẩn mục tiêu. Nhưng mà tang thi cùng trước kia phòng huấn luyện vẫn không nhúc nhích bia ngắm vẫn là có rất lớn khác nhau. Nàng nhắm chuẩn yêu cầu thời gian, nhưng tang thi nó sẽ không liền đứng ở tại chỗ làm nàng liền như vậy đánh. Cho nên, không ngoài sở liệu, này một thương, nàng đánh chật. Vốn dĩ muốn đánh chung nó đầu, kết quả ở tang thi hành tẩu trong quá trình, nàng trực tiếp cấp đánh chật nó mắt phải tới gần lỗ tai vị trí thượng. Đối với loại này không sợ đau đớn hoạt tử nhân tới nói, vị trí này thương tổn có thể nói là một chút hiệu quả đều không có. Nguyễn Ninh, xem ra nàng vẫn là đánh giá cao chính mình. Phía trước ở trạm xăng dầu thời điểm, Nguyễn Ninh còn cảm thấy chính mình vận khí bạo biểu nói, hẳn là 10 thương có 3-4 thương tỷ lệ ghi bàn, nhưng mà, sự thật nói cho nàng, vận khí bạo biểu nàng cũng làm không đến loại trình độ này. Như thế nào vừa rồi Cố Diệp Thừa mang theo nàng đánh tang thi thời điểm, liền thuận lợi vậy đâu, cơ hồ là bách phát bách trúng, chỉ nào đánh nào. Bất quá Nguyễn Ninh hiện tại cũng không có thời gian lại làm nàng tiếp tục buồn bực đi xuống, này chỉ lạc đơn tang thi thật giống như nhận chuẩn nàng giống nhau, đối đứng ở cách đó không xa nam chủ chẳng quan tâm, cố tình vẫn luôn hướng nàng bên này lại đây, hiện tại đã ly đến càng ngày càng gần. Nguyễn Ninh ở hiện thực xã hội chính là một người bình thường, ở gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng theo bản năng mà nhìn thoáng qua nam chủ phương hướng. Nhưng mà, Cố Diệp Thừa liền đứng ở tại chỗ nhìn nàng, không có một chút muốn hỗ trợ ý tứ. Thậm chí mặt mày chung còn mang theo một tia ý cười. Không phải thân muội muội liền có thể như vậy thản nhiên mà đứng ở một bên bàng quan sao? Lại còn có thể cười như vậy vui vẻ. Kỳ thật chờ tới rồi nhà xưởng nơi này lúc sau, nam chủ này một loạt giáo nàng sát tang thi, cho nàng thao tác luyện tập sự tình thuận xuống dưới. Nguyễn Ninh hiện tại cũng biết, nam chủ mang nàng tới sát tang thi cũng không phải muốn cho nàng tìm một chỗ làm nàng chết thẳng cẳng, mà là thật sự mặt chữ thượng sát tang thi. Nhiều nhất cũng chính là tồn một ít dọa dọa nàng tâm tư mà thôi. Tuy rằng lý giải thì lý giải, nhưng tang thi lại đây, nhìn đến hắn như vậy một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, Nguyễn Ninh trong lòng vẫn là có một chút không sảng khoái. Thật sự, cũng chỉ có như vậy một chút. Nàng thu hồi tầm mắt, không hề xem nam chủ, khóc không ra nước mắt mà xoay người nhìn về phía kia chỉ nghĩ muốn cắn nàng tang thi. Xem ra này chỉ tang thi chỉ có thể chính mình đi giải quyết, Nguyễn Ninh một bên sau này lui. Một bên nổ súng đánh tang thi, lần này nàng cũng không đi chú trọng cái gì chính xác, hoàn toàn bằng cảm giác ấn vừa rồi nam chủ cùng phía trước lý báo nói cho nàng vị trí vẫn luôn nổ súng. Cũng không biết nàng cụ thể khai mấy thương, dù sao tang thi cuối cùng là viên đạn hao hết phía trước bị nàng cấp lộng chết. Nguyễn Ninh ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng còn có chút hứa tiểu uể oải. Không thể không thừa nhận, nàng hiện tại xác thật là quá yếu ớt. Nam chủ một thương là có thể bạo đầu. Mà nàng lại muốn lãng phí nhiều như vậy viên đạn mới có thể đem một con tang thi thu phục. Càng miễn bàn nàng tố chất tâm lý còn không được, tang thi chỉ cần một tới gần, nàng trong lòng liền bắt đầu hốt hoảng chột dạ. Nói thật, nếu đem nàng một người ném vào cái này nhà xưởng, liền tính cho nàng cũng đủ viên đạn, nói không chừng nàng cũng sẽ chết ở chỗ này. Nguyễn Ninh giải quyết xong tang thi lúc sau, tra xét một chút chung quanh tình huống, phát hiện ở nàng chuyên tâm sát tang thi trong khoảng thời gian này. Nhà xưởng ngoại trừ bỏ cho nàng lưu ra tới này chỉ tang thi, còn lại, cơ hồ đều bị Lâm Dương cùng Giang Cảnh siêu cấp giải quyết. Hơn nữa bọn họ một cái hai cái cũng đều vô dụng dị năng, chính là cùng nàng giống nhau, chỉ dùng vũ khí nóng tới sát tang thi. Bằng không nói không chừng, hai người sớm hơn mà liền đem này đó tang thi cấp giải quyết rớt. Nghĩ vậy, Nguyễn Ninh càng thêm cảm giác được chính mình nhỏ yếu, một đôi mắt hạnh ba ba mà nhìn chính hướng tới nàng đi tới Cố Diệp Thừa, thanh âm nhỏ đến như ruồi muỗi, ca ca. Thực xin lỗi, ta cho ngươi mất mặt. Cố Diệp Thừa nhìn chằm chằm trước mắt cái này phảng phất làm sai sự giống nhau mất mát uể oải thiếu nữ, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bả vai, giống như trấn an, làm không tồi.
Từ từ, nàng vừa rồi không nghe lầm đi. Nam chủ đây là, khen, khen nàng. Nguyễn Ninh còn không có tới kịp cảm động, cũng chỉ nghe được phía trên cái kia mát lạnh tiếng nói tiếp theo nói một câu, không ngừng cố gắng. Nguyễn Ninh sửng sốt một cái chớp mắt, a, ta tin tưởng Ninh Ninh ngươi có thể. Nói xong, Cố Diệp Thừa liền từ trên tay nàng lấy qua súng ống, cúi đầu cho nàng một lần nữa thay đổi một cái băng đạn, sau đó lại khẩu súng đưa cho nàng. Không thể nào, còn muốn tới. Nguyễn Ninh vừa rồi vẫn luôn nổ súng thời điểm còn không cảm thấy, hiện tại một thả lỏng lại, tay nàng liền bắt đầu cảm giác tê mỏi. Bất quá Nguyễn Ninh loại này tiểu thái điểu là không có cự tuyệt thực lực, rốt cuộc nếu mặt khác ba vị đại thần rời đi, nàng tổng không thể một người ngây ngốc mà đãi tại chỗ đi. Đoàn người cùng nhau vào nhà xưởng. Nhà xưởng bên trong tang thi rõ ràng muốn càng nhiều một ít, những cái đó phía trước không có bị người sống hơi thở hấp dẫn quá khứ các tang thi, hiện tại cũng đi nghiêm lý tập tễnh mà hướng tới bọn họ này một đám xâm nhập giả phương hướng lại đây, trong miệng còn truyền ra một trận gào giống thanh. Cùng vừa rồi giống nhau, Cố Diệp Thừa cố ý buông tha đi một con lạc đơn tang thi cấp Nguyễn Ninh giải quyết, thẳng đến viên đạn hao hết, sau đó lại cho nàng thay băng đạn, một lần nữa bắt đầu tân một vòng. Thực tiễn chỗ tốt không bao lâu liền hiển lộ ra tới, Nguyễn Ninh đánh tang thi chính xác càng ngày càng cao, giải quyết rớt một con tang thi cũng không giống lần đầu tiên như vậy lao lực. Bỗng nhiên, Nguyễn Ninh cảm giác được một tia tim đập nhanh, thân thể mau với đầu chạy nhanh lùi về sau vài bước. Hư thối tanh hôi vị tới gần, một cái biến dị tang thi không biết từ cái nào trong một góc chạy ra tới, nó kia móng tay đen dài nhắm ngay phương hướng vừa lúc là nàng vừa rồi đứng vị trí. Nói cách khác, nếu Nguyễn Ninh vừa rồi phản ứng chậm như vậy một chút nói, hiện tại khẳng định đã bị này chỉ tang thi cấp trào bị thương. Bất qua né tránh là né tránh khai, biến dị tang thi từ nàng trước người nhảy qua đi. Nhưng bởi vì phía trước nhiều lần nổ súng đã tiêu hao Nguyễn Ninh không ít thể lực, lần này động tác lại quá nhanh chóng, người liền không đứng vững, một cái lảo đảo, cứ như vậy thẳng ngơ ngác mà ngã ở trên mặt đất. T, Nguyễn Ninh ngã xuống đi thời điểm, là dùng cánh tay chống mặt đất, hiện tại hơi chút vừa động, nhịn không được hít hà một hơi. Nàng làn da thật sự là kiều nộn thật sự, hơi chút một véo đều có thể hồng, hiện giờ cái này trên mặt đất đều là hòn đá nhỏ, liền như vậy trên mặt đất cọ sát, cánh tay khẳng định đã sớm chảy ra xuất huyết. Cố Diệp Thừa nhìn như vẫn luôn ở bên xem, trên thực tế, sở hữu tới gần Nguyễn Ninh mặt khác tang thi đều là bị hắn cấp giải quyết rớt, lần này cần không phải bởi vì đây là chỉ biến dị tốc độ tang thi, cũng không thể từ hắn mí mắt phía dưới qua đi. Trên mặt tươi cười biến mất, Cố Diệp Thừa lạnh mặt. Mấy cái lôi điện đuổi theo kia vẫn còn muốn tới gần thiếu nữ biến dị tang thi vỗ xuống, nháy mắt hóa thành cho bụi. Ở tiêu diệt rớt biến dị tang thi lúc sau, Cố Diệp Thừa bước nhanh đi đến Nguyễn Ninh trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình xem xét một chút nàng trạng huống. Nguyễn Ninh tình huống thoạt nhìn thật không tốt. Nàng hôm nay ăn mặc một kiện trường tụ, hiện tại màu lam nhạt áo khoác mặt trên đã nhiễm hồng một mảnh. Không chỉ có như thế, Nguyễn Ninh chân cũng ở vừa rồi té ngã thời điểm uy một chút, hiện tại cũng đau đến không muốn không muốn. Cố Diệp Thừa chỉ là muốn đỡ nàng từ trên mặt đất lên, Nguyễn Ninh liền đau đến nước mắt đều mau ra đây, một trương thanh thuần vô tội trên mặt, hiện tại hai mắt đẫm lệ mông lung, thoạt nhìn phá lệ chọc người đau lòng, ca ca. Đều là ta sai, nói, Cố Diệp Thừa giữa mày nhiễm một tia bực bội. Hắn không nghĩ tới làm nàng bị thương, Nguyễn Ninh hiện tại đau đến trái tim đều đau, còn không quên dùng kia chỉ không bị thương tay kéo một chút nam chủ, Nguyễn Thanh nói, không trách ca ca, kia chỉ tang thi không thương đến ta. Cái này thương là điều ta chính mình không cẩn thận té ngã tạo thành, ta thật sự không đau, anh, không đau cái quỷ, quá mẹ nó đau. Đây là mặt thế lúc sau Nguyễn Ninh lần đầu tiên bị thương, không nghĩ tới lập tức liền cho nàng tới cái như vậy nghiêm trọng. Nàng hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi thân thể này mảnh mai kiều quý, Nguyễn Ninh trước khi học thể dục thời điểm cũng quăng ngã quá một ngã, lúc ấy toàn bộ đầu gối đều bầm tím, cũng không gặp giống hiện tại giống nhau như vậy đau quá. Nguyễn Ninh muội muội. Ngươi không sao chứ? Chú ý tới bên này tình huống, cùng siêu tử cùng nhau giải quyết xong chung quanh tang thi lúc sau, Lâm Dương cũng chạy nhanh chạy tới, quan tâm hỏi. Ta không có việc gì, Nguyễn Ninh suy yếu mà nhấp nhấp miệng, thanh âm có chút ủy khuất, đều là ta liên lụy các ngươi. Lâm Dương vẻ mặt sốt ruột, Nguyễn Ninh muội muội, còn nói cái gì liên lụy không liên lụy. Hiện tại quan trọng nhất chính là miệng vết thương của ngươi yêu cầu xử lý, bằng không cảm nhiễm liền không hảo. Cố Diệp Thừa nhìn một bên sắc mặt tái nhợt thiếu nữ, nhíu nhíu mày, cong lưng duỗi tay bao quát, thoải mái mà liền đem người này cấp ôm lên. Nguyễn Ninh nguyên bản còn ở kia khổ hề hề mà đau, không nghĩ tới nam chủ sẽ đột nhiên làm ra như vậy một phen động tác, sợ tới mức nhỏ giọng kêu một tiếng, đồng thời bởi vì sợ hãi, đôi tay theo bản năng mà ôm vòng lấy nam chủ cổ,
sợ từ phía trên rơi xuống. Cố Diệp Thừa bị trong lòng ngực người ôm đến có điểm khẩn, nhưng hắn lần này cũng không cảm thấy có cái gì không vui, hắn đối với mặt khác hai người nói, chúng ta hiện tại phản hồi an toàn khu. Cố Diệp Thừa lần này tới nhà xưởng kỳ thật không phải bởi vì nhàm chán vô cùng, cố ý lại đây sát cái gì tang thi. Hắn tới nơi này chính yếu mục đích, hoặc là phải nói ban đầu mục đích, chính là lại đây thu thập vật tư. Đây là một nhà thịt loại xưởng gia công, bởi vì nơi này tang thi đông đảo, hiện giờ nó kho hàng còn bảo tồn không ít vật tư không có bị người lấy đi. Hơn nữa loại này nhà xưởng nhà kho có nhất định năng lực chứa đựng những cái đó đóng băng thịt, cho nên hiện tại bên trong vật tư hẳn là cũng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này vật tư điểm tình báo là kiếp trước Cố Diệp Thừa ở một phần công tác báo cáo nhìn thấy, bất quá lúc ấy cái này nhà xưởng nhà kho bởi vì cắt điện quá dài thời gian, toàn bộ kho hàng thịt bảo tồn không bao lâu, liền tất cả đều hư thối có mùi thối, kia một con bị phái qua đi thu thập vật tư đội ngũ, cuối cùng chỉ có thể hậm hực mà về. Cố Diệp Thừa lần này sở dĩ sẽ qua tới, chính là nghĩ ở đi thành phố B phía trước, đêm này đó còn không có biến chất vật tư đều thu vào không gian, cũng là vì về sau đi đế đô hy vọng căn cứ làm chuẩn bị. Bất quá hiện tại, cái này kho hàng đến hôm nào lại đến. Cố Diệp Thừa không có do dự, ôm trong lòng ngực người lên xe, sau đó chạy nhanh rời đi nhà xưởng. Trên xe liền có băng gạc cùng thuốc trị thương, bất quá bởi vì Nguyễn Ninh hiện tại thương đến địa phương là cánh tay, chính mình không hảo đi thượng dược, cho nên này phân sai sự chỉ có thể từ cùng tồn tại ghế sau Cố Diệp Thừa tiếp nhận. Nguyễn Ninh một bên hút không khí một bên gian nan mà cởi ra trên người cái này áo khoác, vén tay áo lên, đem bị thương miệng vết thương cấp lộ ra tới. Quả nhiên, nàng tay trái cánh tay tới gần ngoại sườn kia một khối làn da, hiện tại đã tất cả đều bị hòn đá nhỏ ma phá, nhìn qua một mảnh huyết nhục mơ hồ. Chưa từng có chịu quá như vậy, nghiêm trọng, thương Nguyễn Ninh, thấy như vậy một màn đều mau không nỡ nhìn thẳng. Đau liền nói ra tới, đây là Cố Diệp Thừa lần đầu tiên cấp khác phái thượng dược, trước mặt cái này nữ hài tử, thân thể tựa hồ phá lệ kiều khí, động tác hơi chút trọng một chút, nàng liền bắt đầu nước mắt lưng tròng, khá vậy không khóc nháo, liền vẫn luôn dùng một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn hắn, nàng bộ dáng này ngược lại làm xưa nay mọi thứ tinh thông Cố Diệp Thừa, đầu một hồi ở một việc mặt trên có một loại co quắp lại không chỗ xuống tay cảm giác. Thật vất vả thượng xong dược, quấn lên băng gạc, Nguyễn Ninh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ nhà xưởng trở về muốn so qua tới thời điểm tiêu phí thời gian đoạn không ít. Trên đường trở về một khi gặp được tang thi, Cố Diệp Thừa cũng không hề dùng cái gì súng ống, mà là trực tiếp không kiên nhẫn mà một cái dị năng qua đi liền phách khởi vài cái kia sát tang thi tốc độ nhiệt dung riêng vũ khí không biết hiếu thắng nhiều ít lần. Nguyễn Ninh ở bên cạnh nhìn, một bên hâm mộ, một bên kinh ngạc cảm thán. Bởi vì nhà xưởng cùng an toàn khu đều ở ngoại ô, bên này tang thi so sánh với nội thành tới nói cũng không nhiều, cho nên xe thực thông thuận mà liền khai trở về an toàn khu. Nguyễn Ninh nhìn đã muốn chạy tới nàng cửa xe trước, buông xuống mắt, ngũ quan thâm thúy nam nhân, ấp úng nói, ca ca, ta kỳ thật có thể chính mình đi. Nói xong, nàng liền muốn cùng nam chủ chứng minh hiện tại chính mình có thể đi đường, sốt ruột hoảng hốt mà từ trên chỗ ngồi đi xuống tới, nhưng mà ở cái này trong quá trình, nàng không cẩn thận tác động miệng vết thương, đau đến hít hà một hơi, khóe mắt lại bắt đầu nổi lên vài giọt sinh lý tính nước mắt. Người chân là không nghĩ lại muốn sao? Cố Diệp Thừa mặt mày lạnh lãnh, sau đó cũng không đợi nàng nhiều lời nói, không nói hai lời liền đem người cấp ôm lên. Nguyễn Ninh mặt mũi mỏng, vừa rồi chỉ có bọn họ vài người còn hảo, hiện tại về tới an toàn khu, còn muốn cho nam chủ ôm chính mình, thật sự là làm người có chút thẹn thùng. Hơn nữa, nàng còn nhớ tới nàng hiện tại không mang khẩu trang. Nguyễn Ninh do dự một cái chớp mắt, đơn giản cũng liền bất chấp tất cả, đem mặt vùi vào nam chủ trong lòng ngực. Trong lòng ngực người thực nhẹ, nhẹ đến cơ hồ làm người không cảm giác được cái gì trọng lượng, Cố Diệp Thừa thậm chí hoài nghi người này có phải hay không mỗi ngày không như thế nào ăn qua đồ vật. Tiến vào an toàn khu thời điểm, mấy người bị cửa thủ vệ cấp ngăn cản xuống dưới, Cố Diệp Thừa cùng dẫn đầu nam nhân nói một câu có việc tìm bác sĩ An, sau đó đã bị đưa tới một gian đơn độc phòng, bên trong chỉ có một ăn mặc áo blau trắng thanh niên ngồi ở cái bàn bên ký lục thứ gì. Bác sĩ An nghe được động tĩnh, vẻ mặt kinh ngạc lại khiếp sợ mà nhìn từ cửa tiến vào người, Cố thiếu. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Cái này về sau lại giải thích, Cố Diệp Thừa khom lưng đem Nguyễn Ninh đặt ở mặt khác một cái ghế thượng, nói, mau giúp nàng xem một chút trên chân thương thế nào. Bác sĩ An nguyên bản còn ở nghi hoặc Cố thiếu trong lòng ngực ôm người là ai, ở nhìn thấy thiếu nữ lộ ra nàng dung mạo sau, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, từ vào cửa trong ngăn tủ lấy ra một cái hòm thuốc. Nguyễn Ninh vẫn luôn an tĩnh ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên,
Tùy ý bác sĩ cho nàng kiểm tra chân thương, chỉ là mỗi lần ở đau đến chịu không nổi thời điểm, đều sẽ dùng sức nắm chặt nam chủ ống tay áo. Ngươi liền không thể xuống tay nhẹ một chút, Cố Diệp Thừa lạnh thanh âm nói. Cố đại thiếu gia, ta này đã động tác đủ nhẹ. Bác sĩ An giúp nàng đem xương cốt vừa lúc, tức giận nói, đổi thành những người khác ở chỗ này ta đã sớm chữa khỏi rất nhiều lần. Hắn nhất quán lấy đơn giản thô bạo nổi tiếng, khi nào chỉ kiểm tra một cái uy thương còn như vậy lao lực quá. Ninh Ninh, thế nào? Hảo điểm không có, đối mặt bên người Nguyễn Ninh, Cố Diệp Thừa ngữ khí mềm hóa không ít. Một bên bác sĩ An nghe được, nhịn không được âm thầm mắt trợn trắng, này cũng quá kém đừng với đãi, cũng không biết cái này nữ hài tử là cái gì thần tiên nhân vật, thế nhưng có thể làm này tôn sát thần thái độ tốt như vậy. Nguyễn Ninh nhợt nhạt cười, lộ ra khóe miệng hai cái tiểu má lúm đồng tiền, cảm giác đã không như vậy đau. Không thể không nói, cái này họ An bác sĩ tính tình không tốt, bản lĩnh lại cũng thực sự có hai tay. Tuy rằng tự cấp nàng làm cho thẳng xương cốt trong nháy mắt kia thật sự đau đến không được, nước mắt thiếu chút nữa không khống chế được là tả mà đi xuống lạc, nhưng tại đây qua đi, nàng thử giật giật, phát hiện thật đúng là không phía trước như vậy đau. Cũng không biết Cố Diệp Thừa làm chút cái gì, Nguyễn Ninh lần này cũng không có giống lần trước tiến an toàn khu thời điểm gặp được nữ nhân kia giống nhau, bởi vì cánh tay thượng miệng vết thương ở quan sát trong phòng nghỉ ngơi 24 tiếng đồng hồ. Nàng thực mau liền cùng nam chủ cùng nhau vào an toàn khu. Cố Diệp Thừa lần này cũng không có giống ngày hôm qua giống nhau, chỉ đem Nguyễn Ninh đưa đến biệt thự ngoại liền không hề đi vào, mà là trực tiếp ôm trong lòng ngực người đem nàng đưa đến phòng. Nguyễn Ninh ngày thường bởi vì không phải một người ở tại cái này địa phương, cho nên vẫn luôn tương đối cẩn thận, không phóng cái gì lỗi thời, sẽ bại lộ nàng không gian đồ vật ở cái này trong phòng. Nàng nằm ở trên giường, Nguyễn Thanh nói, cảm ơn ca ca lần này đưa ta trở về. Đây là hẳn là, Cố Diệp Thừa ánh mắt dừng ở thiếu nữ trên mặt, tự nhiên mà duỗi tay sờ sờ nàng tóc, ngữ khí ôn hòa, không cần nghĩ nhiều, gần nhất mấy ngày đều ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Ân ân, Nguyễn Ninh lại không phải một cái tự ngược cuồng, bị thương đương nhiên biết chính mình yêu cầu hảo hảo dưỡng một dưỡng mới được. Nàng còn nhớ rõ trong không gian có không ít đồ bổ, đợi lát nữa chờ nam chủ đi rồi, nàng liền nhìn xem có hay không cái gì có thể trợ giúp xương ống đầu cái loại này đồ bổ ở. Kỳ thật bị thương lưu điểm huyết gì đó Nguyễn Ninh đều không thèm để ý, nhưng mấu chốt là thân thể này đối đau đớn quá mẫn cảm, lần này bị thương thiếu chút nữa không làm nàng đau ngất xỉu đi. Cố Diệp Thừa từ phòng ra tới, vừa đến đi lầu 1, liền nhìn đến Tiết Thần chính chờ ở xuống lầu cửa thang lầu chỗ. Hắn ánh mắt tàn mạn mà nhìn người này liếc mắt một cái, thái độ không nóng không lạnh, Tiết đội trưởng, có việc. Tiết Thần gật đầu ý bảo, Cố thiếu, có thể đơn độc tìm một chỗ lưu một chút sao? Dẫn đường đi. Cố Diệp Thừa ôm Nguyễn Ninh tiến vào thời điểm cũng không có bất luận cái gì che lấp, cho nên cùng ở một căn biệt thự Tiết Thần tự nhiên thực mau liền thu được hắn lại đây tin tức. Cố Diệp Thừa hôm nay nếu sẽ quang minh chính đại mà từ cửa đi vào tới, cũng đã lường trước tới rồi Tiết Thần sẽ tìm đến hắn. Hoặc là nói, sớm tại ngày hôm qua buổi chiều hắn đưa Nguyễn Ninh trở về thời điểm, cũng đã đang chờ Tiết Thần tới tìm hắn. Nói cách khác, chỉ cần hắn không nghĩ xuất hiện, có vô số loại biện pháp làm người này tìm không thấy chính mình. Tiết Thần mang theo Cố Diệp Thừa đi tới biệt thự trong thư phòng. Hắn đem một phần sớm đã có người chuẩn bị tốt tư liệu đưa cho người bên cạnh, sau đó mới nói, Cố thiếu, đế đô bên kia ý tứ tốt nhất là ngươi gọi điện thoại qua đi, bọn họ thực lo lắng ngươi an nguy. Tiết Thần là Cố Diệp Thừa đại bá một tay để bạt đi lên, hơn nữa ở Cố Diệp Thừa thượng cao trung thời điểm, bởi vì ở trường học quá kiệt ngạo khó thuần không phục quản giáo, đã từng còn bị thịnh nộ trung Cố Hoa Thịnh ném vào quá bộ đội, đãi suốt một cái nghỉ hè mới bị thả ra. Lúc ấy, Tiết Thần vừa lúc là kia chỉ huấn luyện đội phó đội trưởng chi nhất. Hai người chính là như vậy nhận thức, mà Cố Diệp Thừa mỗi lần từ xạ kích đến các hạng thể năng thí nghiệm đều là mãn phân, Tiết Thần sẽ tôn trọng hắn, kêu hắn một tiếng Cố thiếu, cũng không gần là bởi vì hắn ra thế bối cảnh. Cố Diệp Thừa tiếp nhận tư liệu nhìn lướt qua, nhớ kỹ mặt trên đồ vật, nhưng đối với Tiết Thần mặt sau lời nói lại phảng phất không có nghe thấy giống nhau. Hắn xem xong tư liệu lúc sau, đem trang giấy dùng dị năng vỡ thành bột phấn. Chuẩn bị rời đi thư phòng, nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, Tiết đội trưởng, còn có một việc muốn nói cho ngươi một tiếng, Ninh Ninh về sau cùng ta cùng nhau đi, các ngươi không cần lại đi theo nàng. Cố thiếu, này không tốt lắm đâu, Tiết Thần do dự nói, rốt cuộc chúng ta tiểu đội nhiệm vụ chính là hộ tống Nguyễn Tiểu Thư đi đế đô, ngươi làm như vậy, chúng ta rất khó đi cùng cố thủ trưởng công đạo. Tiết Thần cùng tiểu đội thành viên lần này nhận được duy nhất nhiệm vụ chính là hộ tống Nguyễn Ninh, mặc kệ trên đường đã xảy ra cái gì. Hết thảy đều lấy an toàn của nàng vì trước. Cố Diệp Thừa nghe được hắn nói,
nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, vấn đề này ta sẽ xử lý tốt. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh của chúng tôi, nhớ like, share và đăng ký kênh Muti Audio hoặc bấm chuông bên dưới để theo dõi bộ truyện mới nhất. Cảm ơn.